chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Điều này hiển nhiên sẽ kéo dài thời gian chiến đấu, kiếm ảnh bước của ảnh đao khách cũng không phải chỉ dùng một lần, cứ lặp đi lặp lại màn dày vỏ ấy, mãi đến khi nó cạn kiệt máu. Đối với đội ngũ người chơi thường, đấu pháp hiện tại sẽ là trốn tránh lúc ảnh đao khách phân thân, phòng ngự là việc chính, giờ không mong tạo thành tổn thương gì, mà có công kích cũng chỉ đạt được một phần năm giá trị. Chờ ảnh đao khách hợp làm một thì mới tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mà đội ngũ dũng mãnh của bọn Diệp Tu, mặc mà kệ mày có phân xong hay chưa, cứ thế mà nhắm đánh. Lúc này năm ảnh đao khách vừa mới phân thân cũng rất thông minh, một con nhắm một mục tiêu xông lên. Ảnh đao khách đằng sau bên trái, cô đao chém một chiêu rút đao chảm về phía bánh bao xâm lấn, bánh bao xâm lấn lăn tránh từ dưới đường đao, còn chưa đứng dậy đã vốc một nắm cát ném tới. Ảnh đao khách tuy là boss nhưng dù sao cũng phải bị mù trong chốc lát. Bánh bao xâm lấn tranh thủ boss mù mà nhanh chóng xoay quanh, đứng lên đập một cục gạch vào ót nó, sau khi đập bể lại bôi độc vào vũ khí, rồi móc châm độc ra, hung hăng chích lên người ảnh đao khách. Ảnh đao khách đằng sau bên phải lại bổ một vỡ núi kích về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu hồi đầu đã chịu thiệt vì chiêu này, mắt thấy sắp trúng chiêu cũ, không lùi mà tiến, nhân vật lại nhảy sông tới. Chỉ là lần này đường Nhu đoán được độ cao tầm chấn động sóng xung kích của ảnh đao khách, nhảy vững tránh khỏi sóng xung kích sau chiêu vỡ núi kích xong, cô lại phóng mâu lên, một viên vũ côn ghim chặt ảnh đao khách. Quất một vòng lớn lên không trung, hung hăng quăng ảnh đao khách ngã cạp đất. Lúc nãy vì thế này mà bị ức hiếp, thì kiên quyết sẽ vì thế này mà hung hăng đáp trả, đường nhu chính là một cô em không chịu thua thế đấy. Ảnh đao khách phía trước bên trái, trực tiếp dùng tam đoạn chảm chém về phía phong sơ yên mộc. Tô Mộc Tranh lập tức cho nhân vật khẽ nhảy lên, một pháo bắn tới, nổ cho mặt ảnh đao khách nở đầy hoa đồng thời nhân vật của mình cũng phi pháo thối lui. Nhưng ảnh đao khách là boss, một phát pháo này không cắt ngang được tam đoạn chảm của nó. Ba đường đao từng cái rồi từng cái đổi chém phong sơ yên mộc, nhưng mỗi một đường bay xuống lại luôn luôn sượt qua phong sơ yên mộc đang phi thân rút lui tô mộc tranh hiển nhiên làm rất ổn kiều nhất phàm bên này cậu cũng chủ động công kích boss sau khi ném một băng trận không chỉ gây công kích băng cho con boss ở vị trí này mà còn khiến con boss ở giữa đang nhắm về phía quân mạc tiếu bị đông thành một khối băng lớn tại thời điểm vốn đã quyết định mỗi người tự lực cánh sinh nhưng khi kiều nhất phạm phát hiện cơ hội lại vẫn tìm cách phối hợp với diệp tu diệp tu cũng thầm hiểu trong lòng thời điểm kiều nhất phàm ra băng trận, hắn cũng thi triển một đao trận. Bao bọc hai người trong kết giới, sau đó ô thiên cơ hóa hình thái súng bắn ra một phát pháo chống tăng. Công kích không chỉ một mục tiêu của mình, mà còn nhắm về phía con boss của kiều nhất phàm. Ba pháo nổ tung, ảnh đao khách này cũng lảo đảo một hồi. Kiều nhất phàm thừa dịp ra chiêu, nguyệt quang chảm rồi mãn nguyệt chảm cuối cùng là quỷ chảm, ba nhát chém khiến ảnh đao khách bị lung lay thật mạnh. Giờ này khắc này, sự thỏa mãn trong lòng cậu không phải vì đánh chúng boss, mà vì sự phối hợp của Diệp Tu. Đại thần trong tình huống cậu mở đầu lại chủ động ra chiêu phối hợp với cậu, điều này làm cho Kiều Nhất Phạm cảm thấy mình không làm nên, mà trong đội ngũ này mỗi người đều bình đẳng, tất cả tương trợ sống nhờ vào nhau. Đây mới thật sự là cảm giác đoàn đội, cảm giác này thực sự là siêu 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 tuyệt vời. Giúp Kiều Nhất Phạm cản ảnh đau khách của cậu xong, ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu của Diệp Tu lại run lên thành hình thái chiến mâu, dùng thiên kích đâm chính diện về phía ảnh đao khách tay phải cầm trường đao của ảnh đao khách vẫn tiếp tục chém tới, tay trái thì dùng đao tay trái chống đỡ kích này của quân Mạc Tiếu. Chút trò vặt vãnh ấy nào lừa được Diệp Tu, chiến mâu xoèn xoẹt một tiếng lại thu hồi, đao tay trái của ảnh đao khách chắn phải khoảng không, ô thiên cơ cũng đã chia thành hai đoạn mỗi đoạn treo ở một cánh tay của quân Mạc Tiếu. Ngay tại chỗ lăn một vòng tránh khỏi đao bên tay phải, hai cánh tay vươn ra ôm lấy ảnh đao khách, vung một cái đã đem ảnh đao khách ném ra ngoài. Sau khi thi triển kỹ năng nhu đạo, ô thiên cơ biến thành chiến mâu, diệp tu đang chuẩn bị cho quân mạc tiếu tiếp tục đuổi đánh đột nhiên nghe được bên ngoài tai nghe một tiếng đinh đong trong vắt diệp tu luôn mở âm thanh trong trò chơi rất nhỏ cũng bởi vì thường phải nghe âm thanh như thế lúc này nghe được diệp tu cũng kìm lòng không đặng mà mắng một câu má gác đêm nhiều ngày như vậy diệp tu đã đưa đồ uống và thuốc lá cho khách nhiều lần suốt cuộc ngày hôm nay ở thời khắc quan trọng nhất hắn lại bị khách trong tiệm gọi phục vụ tay trái diệp tu nhanh chóng rời khỏi bàn phím kết nối với phần mềm phục vụ hỏi cần cái gì ạ? À? Hả, câu trả lời là từ bốn người trong đội ngũ, tai nghe máy này Diệp Tu cũng không tháo xuống. Hai lon coca đê, lời đáp của khách bên kia lúc này mới từ máy phục vụ truyền tới. Chờ một chút, Diệp Tu nói, chương 191, gấp rút lên, gấp rút lên, nhanh 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 vừa xoay đầu Diệp Tu đã la to vào tai nghe. Tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Tô Mộc Tranh cũng không hiểu lúc thì chờ một chút lúc lại gấp rút lên là trò mèo gì. Cậu nhóc rè ra kiều nhất phàm không dám hỏi nhiều, đành phải vắt hết óc suy nghĩ xem chờ chờ chút rồi gấp rút lên là chiến thuật nào. Trong số đó, cùng là đồng nghiệp trong tiệm nét, đường nhu nghĩ chút đã nhận ra ngay. Bạn học bánh bao xâm lấn thì khỏi bàn, nhưng cậu ta rất hiếu học, lập tức mở miệng hỏi ý của lão đại là gì. Đánh mau lên, anh đang gấp. Diệp tu dứt lời, thao tác tăng nhanh, quân mạc tiếu rõ ràng càng lúc càng trở nên sắc bén. Quẹo trái rẽ phải, kéo luôn con quái vốn do một tấc cho đối phó vào kiều nhất phàm cực kỳ hãi hùng cậu chợt phát hiện mình thậm chí không theo kịp tiết tấu của quân mạc tiếu có điều cú đả kích này lại không hề khiến kiều nhất phàm nổi giận dù sao bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cậu rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đại thần đang dùng hết sức lực mà thực lực tranh lệch của mình hiển nhiên không theo kịp lúc này người có thể bắt kịp tiết tấu ấy sợ rằng phải được như thiên tài đứng đầu trận quỷ của liên minh lý hiên cậu chỉ là một người vừa mới chuyển nghề nghiên cứu trận quỷ dẫu có hợp với nghề cũng phải nâng cao rất nhiều chỗ. Nhất phàm mở trận đi, Diệp Tu kêu, kêu nhất phàm nghe thấy, vội vàng dùng ngay đao trận. Kéo qua đây đánh, bánh bao bánh bao, kéo qua đánh. Diệp Tu gọi, đường nhu thừa thế dùng ngay lạc hoa trưởng đánh ảnh đao khách vang sang đấy, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh lại không có kỹ năng thổi bay mạnh mẽ nào, nhưng bản thân cô nàng đã phi pháo bay ngược vào đao trận, thuộc tính tăng lên, nếu ảnh đao khách vẫn đứng xa thì mới tốt. Còn bánh bao xâm lấn, lưu manh của cậu hiện không có kỹ năng giúp thổi bay, đang định bụng lẻn ra sau lưng ảnh đao khách dùng tập kích gối, nhưng boss ta khá nhanh nhẹn, không dễ dàng để cậu thực hiện, vì thế chỉ thấy bánh bao xâm lấn lại cực kỳ bị ổi mà tránh trái trốn phải. Diệp tu nhìn mà giờ khóc giờ cười, chẳng phải em chạy thì nó sẽ tự động chạy theo ư. Ờ há, bánh bao xâm lấn giật mình, hiển nhiên vừa rồi đang bó tay bó chân. Hơi loạn nhỉ, tô mộc tranh bay vào đao trận, nói với Diệp tu. Năm người đều đứng trong đao trận, muốn ở yên trong đao trận khi đối thủ lại là một con boss nhanh nhẹn, đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ những chiến đội chuyên nghiệp được tập huấn nghiêm chỉnh mới có thể làm được. Đội của họ hiện nay còn kém xa lắm, kiếm ảnh bước kết thúc rồi. Diệp Tu vừa dứt lời, năm tàn ảnh của ảnh đao khách bất chợt trở nên mờ nhạt, không phải biến mất ngay, mà bốn tàn ảnh đột nhiên chạy vù vào một tàn ảnh. Còn đó, đánh Diệp Tu hô, quân mạc tiếu của hắn đã sớm tấn công về phía ảnh đao khách kia. Trong khoảnh khắc kiếm ảnh bước hết, chính là lúc ảnh đao khách lộ ra sơ hở lớn nhất, trừ bỏ thụ động chịu đòn thì không thể làm được gì. Có điều sơ hở ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, quân mạc tiếu của Diệp Tu hiện đã tóm được nó, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu cũng thừa thế phát động công kích, chỉ có bánh bao xâm lấn vẫn đang chạy vội về phía đao trận. Kết quả mới chạy một nửa, chiếc bóng màu đỏ của ảnh đao khách sau lưng đã lướt vèo qua người cậu. Ơ kìa, bánh bao xâm lấn hoảng sợ kêu lên, nhưng sau khi nhìn thấy từng chiếc bóng đỏ đều chạy về phía một ảnh đao khác, lại nghe Diệp Tu la lên hai tiếng, cậu cũng hiểu rõ ngay. Đáng tiếc cậu cách mục tiêu cuối cùng vẫn còn một khoảng, chỉ có thể cống hiến một cục gạch. Lùi quân Mạc Tiếu hô, quân Mạc Tiếu đã sớm nhảy ra. Ảnh đao khách hợp năm thành một xong, quanh thân phát ra một đợt sóng xung kích màu đỏ, ai nấy vội nhau nhau nhảy tránh. Nhưng ảnh đao khách rơi vào trạng thái máu đỏ đương nhiên ra chiêu nhanh hơn, lần này Kiều Nhất Phàm bất chợt chậm nửa nhịp, bị ánh sáng màu đỏ kia bám vào, cả người lập tức bị hất văng đến một nơi xa. Phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh đang tích tụ súng laser, hai người đường nhu và bánh bao xâm lấn không cần Diệp Tu nói thêm gì, sóng sung kích vừa biến mất hai người đã giáp công sông lên, quân mạc tiếu của Diệp Tu lại đánh từ chính diện, đang định anh dũng tấn công, cái tiếng hú chết người kia lại âm vang bên tai. Khách hàng này chẳng kiên nhẫn gì cả, Diệp Tu thở dài, ai dè vừa quay đầu nhìn, chỗ lóe sáng lần này thế nhưng không phải vị trí trước đấy. Lập tim giỡn mặt bố à, Diệp Tu rơi lệ đầy mặt nghĩ, vừa thao tác quân mạc tiếu, vừa nhanh chóng rời tay trái khỏi bàn phím kết nối với điện đàm phục vụ. Cần gì à? Diệp Tu hỏi, hả? Bánh bao xâm lấn nói. Không phải nói cậu đâu bánh bao. Đường Nhu thay Diệp Tu giải thích, thế nói ai? Bánh bao xâm lấn hỏi. Đang nói với khách trong tiệm nét đường Nhu nói. Tiệm nét, bánh bao xâm lấn buồn bực khó hiểu. Bên này Diệp Tu cũng đã bực đến phát khùng, khách lần này không chọn ngay, còn đang thong thả hỏi trong tiệm có bán loại thuốc gì. Hoàng Sơn Bạch Sa Hồng Thác Sơn Phù Dung Vương Nam Kinh Hồng Hà Nhất Chi Bút Hoàng Hạc Lâu Ngũ Diệp Thần, anh muốn loại nào? Diệp Tu rất quen với thuốc lá, nhanh chóng kể một lô một lốc, kết quả người ta nghe xong lại im lặng hồi lâu, một lát sau nhả ra một chữ One Hit One Kill Diệp Tu, hả? Bình thường anh dùng gì? Diệp Tu đành hỏi, Hoàng Sơn, có, Diệp Tu nói, loại nào, Hồng Hoàn, bao nhiêu, 22, đắt vậy bố đầu dây kia la to, Diệp Tu rất nước mắt, dù sao cũng không trả giá được, hắn đành hỏi thẳng có mua không. Vì thế người khách nọ lại thong dong đưa vấn đề trở về nơi bắt đầu, còn có loại thuốc nào? Gì cũng có, anh muốn thứ gì? Diệp Tu hỏi, thuốc lá trong tiệm hưng hân khá phong phú, Diệp Tu nghĩ người thường cũng không chọn loại hiếm lạ nào. Bạch xa bao nhiêu? Khách nhân hỏi, có 6 tệ, 10 tệ, 13 tệ. Diệp Tu nói, 10 tệ là loại gì? Hàng mới ra, Diệp Tu nói, à, đầu kia dường như đang tự hỏi. Lần này Diệp Tu không thúc giục, nắm chặt thời gian chơi game. Chú ý sắp phân thân rồi, kéo chúng về đánh chung. Diệp Tu bàn chuyện thuốc lá với khách, bốn người trong đội đều nghe thấy hết, giờ bất ngờ lại chỉ huy một câu, bốn người cảm giác như đang xuyên không. Nhưng ảnh đao khách nào để ý mấy chuyện này, bóng quái biến mất rồi phân thân ra bốn phía, năm ảnh đao khách lại nhảy ra. Nhưng lần này đã sớm dặn dò tụ tập chúng lại đánh, nhân vật của cả năm cũng không tản ra. Hai bên mặt đối mặt trông như sắp sông lên giáp lá cả. Đao trận tăng thuộc tính của cả năm, băng trận khiến ảnh đao khách vừa tiến vừa run, ánh đao hòa tiếng pháo, cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Đầu kia khách hàng bình tĩnh hỏi, bạch xa nhiều hàng vậy, sao Hoàng Sơn chỉ có một loại? Diệp tu hộp máu, Tân Hoàn và Trung Quốc phong bán hết rồi. Tân Hoàn bao nhiêu, bán hết rồi, không sao cả, tôi hỏi chút thôi mà. Khách hàng có vẻ như rất cô đơn. 16. Diệp Tu đành trả lời, khách hàng chính là Thượng Đế, không thể tổn thương Thượng Đế đang cô đơn cái nào cũng mắc hơn ở ngoài. Khách ta cảm thán, Diệp Tu không đáp, tiếp tục chơi game, lúc này 5 vs 5, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Cũng may người ngồi đây là Diệp Tu, nếu trình độ cỡ đường nhu, hẳn không thể vừa đối phó với khách vừa ứng chiến trong game thế này, có lẽ đã chết dưới tay ảnh đao khách từ đời nào rồi. Thôi vậy, không mua, đáng giận nhất là, ông khách nọ sàm sàm hồi lâu, thế mà chẳng mua gì cả. Tiếng từ phần mềm phục vụ vừa dứt lại vang lên, Diệp Tu quáng quảng bấm nhận, đầu kia hối thúc cô ca đâu cô ca đâu. Xin chờ chút, đến ngay đây Diệp Tu la to. Diệp Tu cũng không phải thánh, khó tránh khỏi có lúc lo không xuể. Bấy giờ, Diệp Tu trả lời khách nên thao tác dưới tay cũng chậm nửa nhịp, không nhảy tránh cú chém ngược của ảnh đao khách, nhân vật bị đánh bay. Diệp Tu vội vàng chỉnh góc nhìn, nhưng con ảnh đao khách đề tiện kia đã thực hiện đao tay trái, một chiêu thập tự chảm nối tiếp cú chém ngược kia, một chữ thập bừng đỏ nho nhỏ chém lên người quân mạc tiếu, miệng vết thương hở ra, máu ảo ảo tụt xuống. Chuyển góc nhìn xuống, ảnh đao khách đã tra đao vào vỏ, tạo dáng bắt đầu rút đao chảm. Diệp Tu vội thao tác tiếp, chiêu rút đao chảm của ảnh đao khách chém ra một đường bén nhọn, chém đôi quân mạc tiếu giữa không chung, nhưng quân mạc tiếu nháy mắt biến mất, là thuật phân thân. Người thật đã bay về trước mặt ảnh đao khách, đang chuẩn bị ra tay, bất chợt một đường kiếm bay đến, bấy giờ Diệp Tu không kịp phòng bị, bị ánh đao nọ chém chúng, quân mạc tiếu bay ra ngoài. Góc nhìn chuyển sang nhìn thử, hóa ra một con ảnh đao khách khác đang công kích hàn yên nhu của đường nhu đường kiếm sót lại của rút đao chạm lại bay về phía diệp tu nhỏ quá vậy diệp tu thầm mắng hắn vừa rồi đang lơ lửng nên góc nhìn bị giới hạn không hề chú ý đến điểm này lúc này ảnh đao khách lại sách đao đuổi giết sắp thấy không thể né tránh phong sơ yên mộc của tô mộc tranh đột nhiên phi pháo đến trước mặt quân mạc tiếu vừa hay dùng thân thể chắn được một đao này ừm um, có tài đấy còn cần anh nói à tô mộc tranh nói Quân Mạc Tiếu lúc này đã chịu thân rơi xuống đất, tuy thanh máu không còn nhiều, nhưng lấp lại được sơ sót ấy, đủ để Diệp Tu tìm về tiết tấu cũ. Diệp Tu nhanh chóng thao tác tiếp, quân Mạc Tiếu dũng mãnh nghiêng trái đánh phải, lập tức đánh bay hai con ảnh đao khách đang nhắm về phía hắn và Tô Mộc Tranh. Tình hình quay lại bình thường, mọi người được chứng kiến trọn vẹn toàn bộ biểu hiện rối ren của Diệp Tu, im lặng câm nín hồi lâu, bánh bao xâm lấn đột nhiên hỏi, lão đại, trông anh bận rộn quá, anh đang làm gì? Quản lý tiệm nét, Diệp Tu thở dài, ý, trùng hợp quá em cũng làm cho tiệm nét. Bánh bao sâm lấn nói, ồ, em cũng làm quản lý tiệm nét hả? Diệp Tu hỏi, khó trách bánh bao sâm lấn có thể chơi game suốt đêm như thế. Người bình thường có công việc có bài tập mới thỉnh thoảng thâu đêm, không vầy vầy hàng đêm như bánh bao sâm lấn được. Không có, em làm bảo kê. Bánh bao sâm lấn ung dung đáp, trong đội bốn người đổ mồ hôi, tên này thật sự là lưu manh à. Chú ý chú ý, sắp hợp thể rồi. Quân mạc tiếu của Diệp Tu không còn nhiều máu lắm, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần, tính toán thời gian kỹ năng của ảnh đao khách thật chuẩn xác, không vì tám chuyện mà làm lỡ chuyện lớn. Đừng nể nang gì, cứ đánh mạnh vào đang gấp đang gấp. Diệp Tu hô, nếu khách cứ tiếp tục quấy dày, dám hắn cũng dừng cuộc chơi ở đây. chương 192, suy ngẫm tỷ lệ rơi đạo cụ. Ảnh đao khách thoát cái hợp thể, mọi người ập lên điên cuồng tấn công. Ai cũng hiểu Diệp Tu đang chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, cũng biết vì sao phải chạy đua với thời gian. Tiết tấu chiến đấu nhờ chỉ huy của Diệp Tu mà nhanh lẹ hơn nhiều, thường có vài chỗ sử dụng đấu pháp kịch liệt lấy máu đổi máu. Ảnh đao khách tách rồi hợp tách rồi hợp, tiếp tục chơi trò trạng thái máu đỏ của nó. Trong quán, khách kêu Coca lại hối thúc lần nữa, khách muốn hút thuốc ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định mua một bao bạch sa 10 đồng, tiếp tục quấy nhiễu Diệp Tu. Diệp Tu trình trì khó khăn, đấu tranh gian khổ, luôn miệng bảo chờ chút với các vị thượng đế. Sau cùng cũng dẫn dắt mọi người giết chết ảnh đao khách nhanh gọn. Tiếng kêu phục vụ lại bắt đầu vang lên không ngừng, vẫn là vị khách kêu Coca, dự là sắp chết khát rồi. Đến đây đến đây Diệp Tu đáp, vừa lấy Coca và thuốc lá, vừa vội vàng liếc nhìn đồ rơi bên cạnh thi thể ảnh đao khách. Không có đao, Diệp Tu thoáng thất vọng một tẹo, con ảnh đao khách có thứ hắn cần, cuồng đao xích ảnh, món vũ khí cam cần cho giai đoạn thăng cấp kế tiếp của hình thái kiếm Ô Thiên Cơ. Có điều, vũ khí cam dù sao cũng là vũ khí cam quả nhiên không dễ rất như vậy được. Diệp Tu vừa thở dài, vừa cầm coca với thuốc lá tìm chỗ đưa cho khách. Xem xem rất cái gì, trong game, bánh bao xâm lấn hưng phấn kiểm tra có đồ gì rất xuống. Những người khác thì không đoái hoài mấy, hai người đường nhu và kiều nhất phàm đều chú trọng nâng cao trình độ bản thân, tô mộc tranh thì cưỡi ngựa xem hoa, chỉ duy bánh bao xâm lấn tìm thấy niềm vui từ trang bị. Không phải đồ tôi dùng, không phải đồ tôi dùng, không phải đồ tôi dùng, vật liệu của lão đại đại ca xâm lấn xáo xào trang bị vừa nhấp bỏ vừa than thở những người khác đương nhiên cũng trông thấy trang bị trong khi cậu ta kiểm kê trên màn hình ảnh đao khách rất ba món màu lam và một ít vật liệu đây là một lần rơi rất vô cùng bình thường ý đây là gì bánh bao xâm lấn phát hiện một vật phẩm mới lạ nên hỏi ba người khác cũng thấy được mảnh bản đồ thứ ba của khe núi nhất tuyến ô đạo cụ mở phó bản ẩn tô mộc tranh và kiều nhất phàm tất nhiên nhận ra phó bản ẩn nghe có vẻ rất ghê gớm Bánh bao sâm lấn nói, ừ, ghê hơn phó bản bình thường. Tô Mộc Tranh nói, một ngày có thể đánh bao lần. Bánh bao sâm lấn hỏi, không tính kiểu thế, cần có đạo cụ, trên lý luận chỉ cần đủ đạo cụ, đánh mấy lần cũng không thành vấn đề. Tô Mộc Tranh nói, mảnh bản đồ thứ ba của khe núi nhất tuyến, có phải còn phải gom thêm mảnh khác không? Bánh bao sâm lấn hỏi, ờ, hình như 4 hay năm gì đó. Tô Mộc Tranh hiển nhiên không rành rẽ về phó bản thời kỳ ban đầu. 4. Kiều Nhất Phàm nói, thật ra cậu vẫn dành thời gian ôn tập lại. Lúc này Diệp Tu đã về, ngó màn hình chờ đang đổ xúc sắc thứ gì đó. À, đạo cụ phó bản ẩn à, Diệp Tu ngồi xuống đeo tai nghe rồi nói, hình như chưa có ai đánh phó bản ẩn hết, Tô Mộc Tranh mới kiểm tra bảng thành tích phó bản xong. Đúng rồi, trừ mảnh 1, 2, 3 ra thì đạo cụ không dễ gom đâu, chỉ boss hoang dã mới rớt, một tuần ba lần, xem ra vẫn chưa ai đánh được. Diệp Tu nói, phó bản ẩn, trong đó đều là boss ẩn và boss hoang dã, tỷ lệ rất lại tương đối cao, nếu đánh được một chuyến thì khá hơi đấy. Tô Mộc Tranh nói, ừ, Diệp Tu làm sao không biết chuyện này, mấy món hắn đang cần lúc này cực kỳ không dễ kiếm. Ví dụ như cuồng đao xích ảnh của ảnh đao khách, ví dụ như tinh thạch hổ phách box hoang dã mới rớt. Mấy thứ này chờ quân mạc tiếu lên tới cấp 35 thì không kiếm được nữa. Nhất là tinh thạch hổ phách, thứ vật liệu cực kỳ hiếm do boss hoang dã rớt, công hội lớn dù có, cũng chưa chắc sẽ lấy nó làm đồ thế chấp khi giao dịch. Đây chính là vật liệu hiếm hoi mà mỗi câu lạc bộ lớn nghiên cứu trang bị tự chế đều cần, bọn họ cướp còn cướp không kịp, nào có thể chắp tay tặng người khác. Công hội lớn tranh giết boss hoang dã, chính là hồng thu được loại vật liệu này. Diệp Tu thử vòi tinh thạch hổ phách với bên Nưu Đồ Bá Đạo, đối phương tới giờ còn chưa đưa câu trả lời. Xem bảng thành tích boss hoang dã là thấy, Nưu Đồ Bá Đạo đã từng giết boss người đá lang thang của khe núi nhất tuyến, có rất tinh thạch hổ phách hay không thì Diệp Tu cũng không rõ. Boss hoang dã bọn họ đơn thân sức mỏng thật sự không dễ cướp, boss trong phó bản ẩn trái lại không ai cướp mặc sức để họ giết. Nhưng nếu muốn vào phó bản ẩn, ắt phải cướp được mảnh bản đồ thứ tư do boss hoang dã của khe núi nhất tuyến rất xuống. Nói tới nói lui, vẫn là ngõ cụt, diệp tu thở dài, mọi người đã phân chia các thứ xong. Trang bị quang xúc sắc qua quýt, vật liệu và mảnh bản đồ khe núi nhất tuyến thứ ba thì diệp tu cầm, bán đi hay giữ cho mình dùng, trung quy vẫn chưa suy nghĩ kỹ phó bản kế tiếp không khác mọi ngày, tha hồ giết sạch. Hết chuyến một rồi chuyến hai lại chuyến ba, không thấy cái ẩn gì. Lần thứ ba đi ra, phá đứt luôn kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến trong suýt soát. 30 phút 21 giây 56, vượt kỷ lục gốc tầm 20 giây. Kỷ lục gốc cũng không phải là kỷ lục cao nhất, cũng bởi vì rào cản lớn là đội tinh anh của họ đây, các công hội lớn bấy giờ đều cụt hứng đánh kỷ lục phó bản. Chỉ coi phá kỷ lục là cách ăn kinh nghiệm và kiếm đồ tím, để kỷ lục lưu danh muôn thửa ư. Đây vốn nên là chuyện các công hội lớn phải dồn sức chú ý, xong giờ cả bọn chỉ thấy bất lực mà thôi. Người chơi mới khu mới, trong quá trình chơi cũng dần dần hứng thú với kỷ lục phó bản, cũng bắt đầu biết đây là tượng trưng cho thực lực, là địa vị đáng để sùng bái. Đội quân Mạc Tiếu đêm hôm qua vừa phá kỷ lục vùng đất lưu lạc, buổi chiều dẫm cao thủ thần chi lĩnh vực dưới chân, đảo mắt một cái buổi tối lại phá thêm kỷ lục khe núi nhất tuyến, người chơi trên kênh thế giới chết lặng không nói nên lời. Các công hội lớn cũng ập xuống không khí trầm lặng. Chỉ mỗi công hội Nguyệt Luân, dưới sự dẫn dắt của hội trưởng Phong Hoa, tỏ vẻ chúc mừng bọn quân Mạc Tiếu, như thể đang khoe khoang quan hệ không bình thường giữa bọn họ vậy. Trong lúc nhất thời lại bị vài người chơi đùa cợt, công hội Nguyệt Luân lại gây tranh chấp, có điều lần này chỉ ở quy mô nhỏ, đêm nay, người chơi ở các công hội lớn tựa như đang mai danh ẩn tích, không thốt lên tiếng nào. Ngay cả trước khi đánh phó bản, người mưu đồ bá đạo còn để ý tới kỷ lục, nhưng kỷ lục giờ bị phá, đối phương lại không nói năng gì. Diệp Tu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, song cũng không chủ động hỏi thăm mảy may. Trận rằng có giữa hắn và công hội này, ai nhẫn nhịn lâu thì chiếm được nhiều lợi hơn. Thật ra nhu cầu vật liệu của Diệp Tu vô cùng cấp thiết, nhưng hắn sẽ không to còi hô hào như mấy công hội chạy theo kỷ lục. Đánh xong khe núi nhất tuyến, rồi đánh vùng đất lưu lạc lấy kinh nghiệm luyện cấp, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm lo cao trước. Ba người còn lại tiếp tục cày, mãi đến khi oải người mới tự thả lỏng một chút. Đường Nhu chủ yếu luyện kỹ thuật đánh phó bản sâu lâu, bánh bao xâm lấn thì thích đi đấu trường bắt nạt kẻ khác, Diệp Tu thì sắp xếp lại vật liệu thu được, tạt qua chợ, chú ý xu thế giá cả hiện nay ở khu 11 tẹo. Trước khi đến giai đoạn vào thần chi lĩnh vực, vật giá khu 10 sẽ không bị lệ thuộc. Đến giai đoạn tiến vào thần chi lĩnh vực, xuyên suốt từ cấp cao tới cấp thấp, giá cả khu mới mới nhanh chóng ngang bằng với khu cũ. Trong chợ, Diệp Tu cố ý để ý tới đạo cụ phó bản ẩn, quả nhiên mảnh bản đồ thứ nhất, thứ hai thứ ba đều có bán, chỉ mỗi mảnh thứ tư là không thấy đâu. Boss ẩn ít ra vẫn cần may mắn, một ngày ba lần, nhiều người vẫn gặp được. Nhưng boss hoang dã một tuần ba lần, người chơi toàn khu chỉ có ba cơ hội, tỷ lệ khác một trời một vực. Chuyện đạo cụ phó bản ẩn mất cân bằng như đang trâu nhau vậy, bản đồ 1-2-3 hoàn toàn không đáng tiền, mảnh thứ tư đáng giá thì không thấy. Boss hoang dã, Diệp tu thở dài một hơi, ngoại trừ viêm nữ vu có thể vượt cấp siết chết, những con cùng cấp, hắn không nghĩ được cách nào khác cả. Cướp, cái này hắn có thể thử một lần nhưng boss hoang dã lại ra ngẫu nhiên, cũng chỉ có mỗi công hội lớn mới có năng lực phát hiện đầu tiên và lập được đội đầy đủ đầu tiên. Giống đám bọn họ, đến khi biết được chỉ sợ hệ thống đã đưa tin boss bị quật ngã trên TV rồi. Lần trước cướp được huyết xả thủ, giết thương nhân quỷ lùn đều có liên quan tới công hội lớn. Vùng đất lưu lạc, khe núi nhất tuyến sau này, Diệp Thu ngay cả bóng boss hoang dã cũng không thấy đâu. Vật liệu ơi là vật liệu, Diệp Thu quay về nhìn kho hàng của mình cơ bản đều là đồ thắng được từ chiến đội vi thảo. Tồn kho thật phong phú, mấy vật liệu boss ẩn rất xuống kiểu như kim độc đỏ tươi từng đề cập với mưu đồ bá đạo, hắn vẫn có thể dùng phương thức trao đổi để giao dịch. Giờ chỉ có mấy vật liệu của boss hoang dã là làm khó hắn. Hơn nữa cấp bậc ô thiên cơ còn tiếp tục tăng, càng lúc càng cần các vật liệu khan hiếm, dựa vào sức lực cá nhân, quả là có chút khó khăn. Nếu không thể nghĩ ra cách giải quyết vật tư này, cuối cùng vẫn phải dựa vào câu lạc bộ mà câu lạc bộ hiển nhiên cũng rõ điểm này thế nên mới có một đám đi bồi dưỡng công hội trong game mục đích cuối cùng của công hội nói trắng ra chính là tranh giành vật tư vì câu lạc bộ vật tư lại bị đội kỹ thuật nghiên cứu chế thành vũ khí bạc vũ khí bạc trang bị lên nhân vật nâng sức mạnh nhân vật mới có thể đổi lấy thành tích mạnh mẽ thành tích thu hút quảng cáo thu hút tài trợ thu hút các tuyển thủ giỏi hơn gia nhập liên minh câu lạc bộ lớn cứ theo vòng tuần hoàn này mà càng lúc càng mạnh câu lạc bộ nhỏ muốn phát triển thì bị quản chế khắp nơi Câu lạc bộ ra thế định bụng tái quật khởi, cũng đưa ra yêu cầu đối với công hội gia vương triều trong game. Song khu cũ đã phát triển theo xu thế cân bằng, sức đột phá không lớn, đúng lúc này khu mới lại được mở ra, hội trưởng công hội Trần Giả Huy bèn đầu tư một lượng nhân lực lớn, thậm chí còn tự thân chạy tới khu mới khai hoang, dựa vào mối quan hệ nhờ hẳn tuyển thủ như Lưu Hạo tới giúp đánh kỷ lục nhỏ. Cũng bởi vì hắn biết rõ trách nhiệm của mình lớn lao, hơn nữa còn biết chuyện này không dễ làm tốt. Nếu mọi chuyện ở khu 10 thuận lợi, các công hội tuần tự mà tiến khác ắt sẽ không thể so được với gia vương triều đã dốc toàn lực, nhưng tiếc là lại lòi ra một Diệp Thu. Lưu Hạo bại bởi Diệp Thu, Trần Dạ Huy hắn muốn lấy nhiều khi ít vẫn bại bởi Diệp Thu. Thế nhưng, chuyện Diệp Thu áp chế cả khu 10 đã mang đến cho hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn nhất định phải lật đổ ngọn núi này, bởi vì đây chính là nơi được ăn cả ngã về không của hắn, không thể mất được. chương 193, hướng dẫn ngu ngốc nhặt được một đạo cụ của phó bản ẩn làm diệp tu nghĩ đến không ít vấn đề nhưng từ ngoài nhìn vào hắn vẫn là tên chán trường lười biếng quen thuộc diệp tu thức nguyên đêm vẫn không nhìn ra chút mệt nhọc nào mặt mũi vẫn một bộ thẫn thờ như cũ người ngoài nhìn không thấu được tên này có chuyện vướng mắc cũng không biết hắn đã nghĩ ra cách xử lý rồi hay chưa tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra những suy nghĩ sâu xa của diệp tu đường nhu hoàn toàn không biết cô chỉ biết hôm nay đến phiên mình đi mua bữa sáng sách bữa sáng trở về diệp tu và nhân viên ca sáng đã thay ca xong đã ngồi sẵn chỗ bàn thong rong ngậm thuốc đợi đồ ăn tới ăn sáng xong ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi ba giờ chiều tỉnh lại một người đến trước quầy trực ca một người ngậm thuốc tìm máy trống trong khu hút thuốc thoạt nhìn không khác chi lúc bình thường chỉ là hôm nay thứ bảy chuyện làm ăn của tiệm nét rất khá khu hút thuốc tới một máy trống cũng không còn diệp tu đi một vòng cuối cùng ngơ ngác đứng ngẩn người một lúc lâu hôm nay buôn bán thiệt tốt ha Diệp Tu bất đắc dĩ quay về chỗ quầy, than thở với Đường Nhu. Với tư cách là một nhân viên trong tiệm, cậu phải dùng thái độ vui mừng để nói câu này chứ. Chị chủ Trần đi tới nói, hôm nay buôn bán thiệt tốt, tôi rất vui mừng. Diệp Tu đơ mặt ra, Trần Quả đã qua tôi luyện, khả năng kháng thuốc đã level up, nếu là lúc trước, nhất định đã tức đến nghiến răng một trận. Em làm gì đó, Diệp Tu hỏi Đường Nhu, xem hướng dẫn, Đường Nhu nói, hôm nào em cũng xem hướng dẫn à. Diệp Tu vừa nói, vừa tùy ý liếc qua, ồ, hướng dẫn qua bản. Diệp Tu hơi ngạc nhiên, đường nhu thường rất ít quan tâm đến những thứ này, chuyện đánh phó bản cơ hồ đều do một tay Diệp Tu dẫn dắt cả. Um, nhìn sơ một chút, đường nhu nói, Diệp Tu nhìn lại, thì ra cô nàng đang xem giới thiệu ba loại boss ẩn và boss giã đồ của khe núi nhất tuyến. Rõ ràng hôm qua bị ảnh đao khách trà đạp một trận, đường nhu phát hiện chuyện gặp boss mới bắt đầu nghiên cứu đúng là có chút phiền phức. Um, xem hướng dẫn boss là được rồi, mấy cái khác không cần coi. Diệp Tu nói, hả, đấu pháp của chúng ta với hướng dẫn cơ bản không giống nhau. Diệp Tu nói, phương pháp không giống cái gì. Trần Quả chen vào thảo luận, tất cả cùng đánh, không MT, không trị liệu. Diệp Tu nói, toàn đội cùng đánh, với bọn Diệp Tu là chuyện thường ở huyệt, nhưng với người chơi thông thường vẫn rất hiếm lạ, nhất là với người chơi ở khu mới, càng không có đội ngũ nào thiên cả về tấn công như vậy dù là công hội lớn muốn tổ một đội giống thế cũng cần như lam khê các tìm cao thủ ở tổng bộ đến giúp mà đội của diệp thu thỉnh thoảng vì tiện quét bản lại quét ra luôn một cái kỷ lục đây chính là một trong những nguyên nhân chính yếu đội tinh anh của công hội lớn cũng không có chơi như đây đâu bình thường dù có thể bớt đi một mt nhưng mục sư bắp máu nhất định phải có một đội chuyên tấn công vậy phải dựa hết vào thao tác của người chơi không có kỹ thuật hướng dẫn chỉ là thứ yếu mà thôi thao tác không nổi hướng dẫn cách nào cũng vô dụng, đấu pháp dù thuộc lầu lầu cũng không thể thao tác ra đúng yêu cầu của hướng dẫn. Chị chủ luyện đập chùa tới đâu rồi? Diệp Tu đột nhiên hỏi, chơi cho vui thôi, chị cũng lớn rồi, còn luyện ra cái quái gì được nữa? Trần Quả nói, để nâng cao kỹ thuật cũng được mà, đợi tụi tôi tới thần chi lĩnh vực, tìm chị tổ đội, lúc đó lại bị chị kéo chân nữa. Diệp Tu nói, Trần Quả im lặng, trong đầu trừ giết người ra không nghĩ được cái gì nữa. Ấy, mấy cái hướng dẫn này ai viết thế? Chú ý của Diệp Tu chuyển về màn hình máy tính của Đường Nhu. Bài đăng Đường Nhu vừa mở là hướng dẫn giết boss ẩn xa tầm của khe núi nhất tuyến. Ai viết vậy? Đường Nhu cũng nghi hoặc, kéo về phía đầu trang web, người đăng hướng dẫn, muội quang. Anh quen à? Đường Nhu quay đầu nhìn Diệp Tu. Diệp Tu lắc đầu, hắn không biết ai đi này, nhưng bài hướng dẫn này lại thu hút được chú ý của hắn. Hướng dẫn này làm sao? Trần Quả cũng bị vẻ ngạc nhiên của Diệp Tu làm tò mò, chen đầu vào. Một bài hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ. Diệp Tu nói, sao, mọi khả năng có xác suất xảy ra đều được liệt kê, này không còn là hướng dẫn gì nữa, càng giống đang tiến hành một quy trình giết boss, một quy trình vô cùng chi tiết, chuyện chi ly nhỏ nhặt nhất cũng viết hết vào luôn. Diệp Tu nói, khó trách lại dài đến vậy. Đường Nhu nói, bài hướng dẫn này dài tới mấy trang, cô vừa mở ra cũng bị giật mình, còn chưa đọc nội dung. Ây, Thật sự là, Trần Quả cũng phát hiện ra, bài hướng dẫn này đầu tiên chọn 5 nghề, liệt kê yêu cầu trang bị, sau đó vào bài, từng chiêu từng bước. Quả là hệt video, Trần Quả vừa đọc vừa tưởng tượng, ba người cứ vậy, đường nhu kéo xuống từng chút, đem bài hướng dẫn dài 7 trang chừng 20.000 chữ đọc hết. 4 phút 56 giây, cuối bài, tác giả tuyên bố thời gian cần thiết để giết chết boss, chính xác đến từng giây. Thật hay giả đây, Trần Quả không tin thật ra xem một trang là đầu bắt đầu xoay vòng vòng rồi đoạn sau đều không đọc kỹ một chút sai lầm cũng không có diệp tu bên cạnh nói cơ mà chính bản hướng dẫn này cũng là một sai lầm rồi một lỗi cũng không có vậy không phải là không cho ai phạm lỗi lần nào sao mắc một lỗi liền dối cả đội hình trần quả nói chị nói đúng diệp tu gật đầu nhưng nếu phá kỷ lục đúng là nửa cái lỗi cũng không được mắc đó ý cậu là đấu pháp của người này dùng phá kỷ lục rất được cũng không hẳn phương pháp viết ra đều thiên về hướng an toàn không chú trọng hiệu suất nhưng có lẽ do người này chỉ nghiên cứu boss ẩn giết boss ẩn thì an toàn quan trọng nhất rồi đâu ai chú tâm hiệu suất diệp tu nói nói cũng đúng trần quả gật gật đầu người này vẫn còn mấy bài hướng dẫn khác đường nhu kéo đến cuối nhìn thấy linh đến hướng dẫn khác của tác giả lúc này diệp tu mới để ý tác giả đặt tên cho bài hướng dẫn của mình là hệ liệt ngu ngốc đúng là đủ ngốc há diệp tu nói nếu có người làm theo mọi chuyện lớn nhỏ chỉ cần chiếu theo hướng dẫn không cần suy nghĩ gì hết cứ tiến hành từng bước từng bước là xong nhưng hình như phản hồi không tốt lắm đường nhu kéo xem bình luận bên dưới chắc cũng như chị chủ nói đó diệp tu đoán ừm đường nhu gật đầu hướng dẫn không sai nhưng đúng là hạn chế khá lớn diệp tu thở dài nói xem cái khác nữa không đường nhu di trỏ chuột giữa các liên kết qua mỗi cái đều dừng gấp một lần, ý đồ khống chế con chuột đang đi nhanh có thể dừng ngay đúng vị trí mong muốn. Cô em này không lúc nào ngừng luyện thao tác, xem chút đi, Diệp Tu nói, đường nhu nhấn chọn một cái, đây là hướng dẫn về boss ẩn thích khách bò cạp đỏ. Phong cách vẫn hệt như cũ, đầu tiên giới thiệu nghề nghiệp, bắt đầu giết, từ đầu đến cuối cũng chừng ấy trang. Ế, đổi nghề rồi, Diệp Tu cảm thấy kỳ lạ, hướng dẫn này gồm bốn nghề hoàn toàn khác với bản trước. Căn bản là tổ hợp cách nhau một trời một vực có thể viết được một bản hướng dẫn chi tiết như vậy diệp tu cứ nghĩ đó là do một đội năm người cố định làm đường nhu nghe ra nghi vấn của diệp tu lại tiện tay mở một bài khác nhìn vào đoạn đầu lại là một đội ngũ khác nữa là bài hướng dẫn giết boss ẩn ở vùng đất lưu lạc mấy bài hướng dẫn này đăng lúc nào vậy diệp tu đột nhiên hỏi đường nhu lật xem đến đầu trang xem phát hiện đều được đăng trong thời gian gần đây không phải người chơi khu mới chứ diệp tu nghi ngờ đường nhu nhấn vào id tác giả nhìn danh sách những bài viết đã gửi, loạt hướng dẫn hệ liệt ngu ngốc rừng ở phó bản khe núi nhất tuyến. Đúng là tiến độ của khu 10 hiện tại, vào trò chơi tìm thử người này. Diệp Tu đề nghị, vậy là đường nhu quét thẻ login game, sau khi online, nhập tên vào tìm kiếm. Muội Quang, Nam, 32 cấp, triệu hồi sư. Đúng thật ở khu mới, đường nhu nói, khu mới không có nghĩa là người mới mà. Trần Quả nói, không phải người mới, thằng nào lại rảnh đi nghiên cứu mấy con boss bị giết nát bấy này rồi. Diệp Tu nói, ây, Trần Quả nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý. Coi cái này, đường nhu bóng kêu lên. Diệp Tu quay người sang xem, tiêu đề lớn, bí ẩn kỷ lục 16 giây 24 phút phó bản mai cốt chi địa. Kỷ lục này đúng là do bọn Diệp Tu cày được ở khu 10. Vì treo trên top, nên nghề nghiệp của mỗi người trong đội đều có thể dễ dàng tra được. Tán nhân, pháp sư chiến đấu, kiếm khách, lưu manh, bậc thầy pháo súng. Muội quang từ hướng của tổ hợp trên bắt đầu phân tích, thảo luận làm sao có thể đánh được kỷ lục này. Mở đầu cũng biết rằng đấu pháp cũng không cách nào đánh được kỷ lục như thế, nhất định tuyệt đối dùng đấu pháp mới lạ. Như vậy, là đấu pháp thế nào? Muội quang suy luận không hẳn đúng 100%, nhưng cũng ra được 7-8 phần. Chỉ là do muội quang không biết trong tay quân Mạc Tiếu có một vũ khí là ô thiên cơ, nên khi viết về vai trò của tán nhân trong đội toàn bộ đều sai be bé bét. Cuối cùng, Đấu pháp do Muội Quang nghĩ ra không đạt được thành tích 16 phút 24 giây, vì vậy người này to gan cho 5 người quân mạc tiếu mỗi người một bộ trang bị siêu mạnh, vô cùng tự tin bảo cứ vậy sẽ lập được kỷ lục. Người này rất thẳng tay, chỉ mỗi quân mạc tiếu đã có tận 3 món vũ khí cam. Muội Quang không phải không biết ở khu mới loại trang bị xa xỉ cấp 25 lúc này cần phải đầu tư lớn chừng nào, nhưng đồng chí này tự tin dùng biện pháp phản chứng. Cho rằng 5 bộ trang bị tuy rất khoa trương, nhưng không phải không được. Nếu không có trang bị như vậy, tuyệt đối không cách nào đạt được kỷ lục. Vì vậy, suy đoán về trang bị của mình là có căn cứ. Nói đến cùng, đó chỉ vì muội quang rất tự tin với suy luận về đấu pháp của mình, nên cứ dựa vào đó mà trực tiếp phủ nhận hiện thực rằng không thể góp được đủ cả bộ như thế. Comment bên dưới cũng không khó đoán, đa số đều đồng ý với bình luận đầu thằng tác giả này quả nhiên bị lừa đá. Với bình luận lần này, Diệp Tu và Đường Nhu tỏ vẻ mình cũng nhất trí như vậy chương 194, người mới không đơn giản. Người viết bài này có hơi độc đoán. Diệp Tu nói, nhưng ít ra vẫn đoán đúng vài chỗ. Đường Nhu nói, thật ra, chỉ cần có lòng nghiên cứu thì không khó để tìm ra đấu pháp này, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Diệp Tu nói, vậy có cần nhìn những bản hướng dẫn khác của người này không? Đường Nhu hỏi, nhìn lại Boss đi, Diệp Tu nói, vì thế Đường Nhu lại mở bài hướng dẫn ngu ngốc của phó bản Boss ẩn thích khách bò gạp đỏ ở khe núi nhất tuyến trước đó do nguyên nhân tổ hợp nghề biến hóa nên cô nghi hoặc xong liền tạm thời không xem tiếp cứ như vậy diệp tu nằm ườn trên quầy như đứa ngốc xem bài hướng dẫn ngu ngốc đường nhu xem cùng nhưng kinh nghiệm của cô không đạt được hiệu suất đọc như diệp tu bài hướng dẫn quy trình siêu tường tận này cần mường tượng rất nhiều đường nhu không theo kịp không qua bao lâu đã xa vào động tác chuyển trang một cách máy móc ở phương diện này thì trần quả mạnh hơn đường nhu nhưng được một lát liền ngừng lúc cô xem bài đầu tiên vừa xong trang đầu đã không còn hứng thú nữa loại tiểu boss này mặc dù là ẩn nhưng cũng không khó lắm là một bài hướng dẫn tường tận phức tạp như thế kỷ thật rất dư thừa có cái gì để nhìn chứ trần quả than thở bài hướng dẫn không có gì để nhìn diệp tu khẳng định bài hướng dẫn này chẳng có giá trị gì nhưng xem thử coi người này có phạm lỗi gì không cậu chơi trò bới lông tìm vết đấy à trần quả hết nói nổi ha ha diệp tu cười cười nhìn tiếp từng trang lại từng trang tương tự 20.000 chữ. Lật đến trang cuối cùng, Đường Nhu và Trần Quả không đọc nữa mà cùng nhau nhìn Diệp Tu, chờ hắn tuyên bố kết quả bắt lỗi sau khi coi xong. Không có vấn đề gì, xem hết Diệp Tu nói, còn chơi tiếp không, Trần Quả hỏi, thêm một bài nữa há. Giọng Diệp Tu mang theo ý trưng cầu, bên này Đường Nhu lập tức mở một bài mới cho hắn. Hai tuổi bay chơi tiếp đi, Trần Quả đau lưng mỏi vai, mất hết hứng thú với trò chơi bới lông tìm vết này. Ý kết quả vừa quay đầu đi, Chợt nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên và ngờ ngợ của Diệp Tu, Trần Quả lập tức phòng về, "Sao thế? Sao thế?" "Đổi nghề rồi." Diệp Tu nói, "Cậu còn cần ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa?" Trần Quả trợn mắt, "Chức nghiệp cũng đã đổi hơn một lần, mọi người đã ngạc nhiên cả rồi." "Nhưng lần này không có Triệu Hồi Sư, tên này là Triệu Hồi Sư nhỉ?" Diệp Tu nói, ưng Đường Nhu gật đầu, "Vừa nãy đã xác nhận trong trò chơi, muội quang, Triệu Hồi Sư cấp 32." "Tên này có rất nhiều ức trăng." Trần Quả đoán. Diệp Tu cũng không dám phủ nhận giả thiết này, lắc đầu như cũ, lại yên lặng xem tiếp. Nuốt gọn hơn 20.000 chữ nữa, Diệp Tu vẫn không bới được lỗi nào. Mặc dù trong đấy có vài nơi dự trù không được tính là chuẩn nhất, nhưng vẫn chắc chắn khả năng thực hiện, không phải sai lầm. Lúc này có khách bên khu hút thuốc ra về, theo lý vào những lúc làm ăn khấm khá thế này phải đem máy tính ưu tiên cho khách, nhưng nhìn dáng vẻ nằm bò trước quầy đáng thương của Diệp Tu, Trần Quả mềm lòng, vung tay lên, Diệp Tu hiểu rõ ý cô, chạy nhanh đến dùng máy. Hai người Trần Quả và Đường Nhu vẫn ngồi trước quầy ngơ ngác nhìn những dòng chữ chi chít trên màn hình máy tính. Năm phút sau, thú vị không, Trần Quả hỏi, không, Đường Nhu thản nhiên thừa nhận, cô xem mà mệt chết đi được. Tìm hai cái video coi đi, thật ra, Trần Quả vẫn thích xem những video đối chiến đặc sắc hơn. Được Đường Nhu rất đồng ý, cô chẳng cảm thấy bài hướng dẫn này giúp ích gì được cho mình. Cô chỉ muốn biết đặc điểm của từng boss để tránh sai lầm như lúc giết ảnh đao khách vậy. Biết chiêu trò của Boss, Đường Nhu tin tưởng bằng kỹ thuật của mình cũng có thể ứng phó được. Vì thế nhanh chóng tắt bài hướng dẫn ngu ngốc kia, chuẩn bị tìm video nhìn, chợt phát hiện Vinh Quang còn đang mở. Vừa nãy đăng nhập trò chơi tìm thử muội quang xong thì quên lui. Nhưng hình ảnh trong trò chơi lúc này lại phủ một màu trắng xám. Hàn Yên Nhu nằm thẳng tắp trên mặt đất, hệ thống xuất hiện ra một ô, hỏi người chơi có muốn để nhân vật sống lại hay không. Sao chết rồi? Đường Nhu mờ miệt nhìn Trần Quả Để ở khu hoang dã hả Trần Quả hỏi Ừ, thật không cần thận tí nào Trần Quả nói Cứ đứng vậy ở khu hoang dã Dù bị quái cào chết hay bị một số người chơi độc ác pi cây chém chết cũng là chuyện rất đối bình thường Sống lại đi Xem có rất gì không Trần Quả nói Đường Nhu xác nhận sống lại Trạng thái nhân vật lâm nguy trở lại thành không tích Mở túi ra nhìn trang bị và vật phẩm Lắc đầu không rất gì cả Chỉ rất tiền bạc và kinh nghiệm. Đương nhiên rồi Xem nhật ký hệ thống đã, Trần Quả nói, hở đường nhu thế nhưng không biết trò này. Ở đây Trần Quả cướp chuột thao tác dùm đường nhu, trong nhật ký hệ thống có ghi lại lần chết lúc nãy của Hàn Yên Nhu. Không phải bị quái gặm chết, mà bị một người chơi tên là không đột phá đánh chết. Không đột phá, Trần Quả lặp lại, nhanh chóng mở bảng tìm kiếm bạn bè, đưa ID này vào. Nhân vật đang online, một ma kiếm sĩ nam cấp 33. Cấp 33 nhất định đang ở khe núi nhất tuyết luyện cấp, đi báo thù nào. Trần Quả trả lại bàn phím và chuột cho Đường Nhu, chỉ huy như đại tướng. Hiện tại, Đường Nhu nghi hoặc, đương nhiên Trần Quả gật đầu khẳng định. Đường Nhu chỉ chỉ bên cạnh, Trần Quả quay đầu lại, chỉ thấy một đám khách đang nằm bò trước quầy thu ngân, ngơ ngác nhìn hai người đẹp chơi game mà không hề để ý mình. Để chị, báo thù cho em. Trần Quả chào khách, thôi được rồi, ai biết có tìm được không, trễ hay sớm cũng như nhau. Đường Nhu lại chẳng để tâm lắm, thoát gamelo đó khách, khu hút thuốc bên này, Diệp Tu tiếp tục lật từng trang đọc hướng dẫn ngu ngốc của Muội Quang. Tiến độ trước mắt của khu mới có 4 phó bản, mỗi phó bản gồm 3 boss ẩn, tổng cộng có 12 con. Con nào Muội Quang cũng viết hướng dẫn, đều là loại quy trình siêu chi tiết khoảng 20 000 chữ, mặc dù tốc độ não bổ của Diệp Tu nhanh phi thường, nhưng cũng phải nhìn kỹ từng con chữ. Mãi đến khi Trần Quả kêu hắn ăn cơm, hắn chỉ mới xem xong bài thứ 6, 12 bài hướng dẫn chỉ xem được một nửa. Còn đang xem hả, ăn cơm trước đi, trần quả hoàn toàn chịu phục trước sự cố chấp và say mê của diệp tu đối với trò chơi này ờ bới được chỗ nào sai không trần quả hỏi không diệp tu lắc đầu cậu định coi hết thiệt hả trần quả thấy trò bới lỗi này chẳng vui gì cả khá hao tổn trí nhớ con người trình độ như cô đỡ không nổi trò này nhìn xong rồi nói diệp tu nói tiểu đường buổi chiều bị người giết trên bàn cơm trần quả bỗng dưng nói tới việc này sao lại thế diệp tu hỏi quên thoát trò chơi nhân vật đứng ở nơi hoang dã, bị người giết. Đương sự còn bình tĩnh hơn so với Trần Quả. Người giết tên là không đột phá, mà kiếm sĩ cấp 33, thấy thì chú ý. Trần Quả nhớ kỹ hơn đường nhu, cường điệu giới thiệu hung thủ. Biết rồi, Diệp Tu cười, thấy là tiến về thành ngay. Ừ đường nhu gật đầu, tiếp đó liền chuyển đề tài, anh có nhìn ra gì trong mấy bài hướng dẫn này không? Trong tay người này chưa chắc có nhiều ức đi bản, tính theo thời gian khu mới mở, anh không cho rằng hắn ta có đủ thời gian để tìm hiểu tỉ mỉ toàn bộ boss ẩn như vậy. Sự là bản thân người này còn chưa từng giết được bao nhiêu boss ẩn, chỉ dựa vào tư liệu của mấy bài hướng dẫn trước đây và video mà viết, cuối cùng tổng kết ra quy trình ngu ngốc này." Diệp Tu nói, "Không phải đó chứ? Trần Quả kinh ngạc, nếu nói vậy, người này thật sự là một người mới rất giỏi." Diệp Tu nói, "Cứ mường tượng rồi viết ra bài hướng dẫn, không hề phạm chút lỗi nào." Trần Quả nói, đây là nguyên nhân tôi bảo hắn ta giỏi đấy." Diệp Tu nói, thật không dám tin luôn, ăn xong rồi, còn một nửa chờ tôi đến bới lỗi đây. Diệp Tu nhanh chóng ăn cơm xong, đứng dậy chạy về tiếp tục đọc hướng dẫn. Một bài rồi một bài, Diệp Tu quả thực không hề bỏ sót chữ nào, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình hơn. Trong bài hướng dẫn này có rất nhiều chỗ không thích hợp, Diệp Tu đoán rằng kinh nghiệm thực chiến của tác giả có hạn. Thật ra 10 bài hướng dẫn này là người này nắm chắc lý thuyết xong thì lớn mật suy diễn ra. Thế nhưng, hắn ta chém hoàn toàn hợp lý, chém hết sức logic, có thể nói, đây là chỗ không đơn giản của người này. Xem xong bài hướng dẫn cuối cùng, Diệp Tu hoàn toàn chắc cú. 12 bài hướng dẫn, không chút sai lầm, nhưng những chi tiết sơ sót lớn nhỏ lại vạch trần toàn bộ về tác giả. Muội quang này là người chơi thế nào, Diệp Tu đã thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất hứng thú với người này. Sau khi tắt hướng dẫn, nhìn thời gian, thế nhưng đã gần 11 giờ. Sắp đến giờ thay ca. Diệp Tu vội vàng đóng máy tính đi đến quầy. Chủ nhật, khách chơi thâu đêm rất nhiều, trước quầy thu ngân bận rộn một trận, chờ Diệp Tu được yên ổn cũng đã 11 giờ 10 phút. Đường Nhu cũng đã vào vị trí của mình, hai người chân trước chân sau đăng nhập vào trò chơi. Diệp Tu đi lên tìm tên Muội Quang, kết quả nhân vật không online. Diệp Tu gửi yêu cầu thêm bạn, sau đó cũng không để ý nữa. Nhìn lướt qua khung bạn tốt, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm còn chưa login, bánh bao xâm lấn đã lên vì thế gửi tin cho bánh bao xâm lấn và đường nhu kêu mọi người chuẩn bị tập hợp ở cửa phó bản vâng nhận được rồi cả hai thay phiên gửi tin trả lời lại quân mạc tiếu của diệp tu cũng lập tức rời thành không tích đi tới phó bản khe núi nhất tuyến quân mạc tiếu lock in rời thành chủ đi đến khe núi nhất tuyến hàn yên nhu lock in đang đi về phía khe núi nhất tuyến trạng thái nhân vật vẫn lâm nguy bánh bao xâm lấn từ đấu trường đi ra đã ra ngoài chủ thành ba người không hề biết rằng Hành động của mình đã bị người khác theo dõi, tin tức tiết lộ hành tung của họ đang âm thầm lan rộng không ngừng. 11:41, vùng đất lưu lạc, tọa độ 1256, 1475, phòng sơ yên mục log in. 11:44, vùng đất lưu lạc, tọa độ 1254, 1466, một tấc cho log in. Tin tức mới lại tiếp tục được truyền đi. Chương 195, đuổi giết nơi nơi. 11:50 Quân mạc tiếu của Diệp Tu đang trên đường đến khe núi Nhất Tuyến. Thời điểm gần không giờ sáng vẫn còn rất náo nhiệt, không ít người chơi như bọn Diệp Tu, số lần phó bản vừa đổi mới đã vội vàng đi cày cấp, dọc đường có rất nhiều người chơi cùng đường. Diệp Tu đã liên lạc với Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm. Hai người đã log out trực tiếp ở vùng đất lưu lạc, nên lúc login in thì tiến thẳng đến khe núi Nhất Tuyến, dù rằng tới trễ, nhưng lộ trình gần hơn đám người xuất phát từ thành không tích như họ. Ngoài thành không tích hưu quạch chỉ có vài ba con quái chừng cấp 30, nhưng đây cũng không phải khu luyện cấp. Mức độ giải rác và tốc độ xuất hiện con mới của quái không đáp ứng đủ nhu cầu luyện cấp của người chơi, chẳng ai đến đây đánh quái trừ khi nhiệm vụ yêu cầu. Xuyên qua ngoại thành, con đường sẽ chia thành hai ngã, bên trái dẫn đến nơi tụ tập của đám người lưu lạc vùng đất lưu lạc, bên phải là khe núi nhất tuyến thiếu vắng bóng người. Đi đến đây, cấp bậc của người chơi có thể nhìn phát biết ngay. Rẽ trái là dưới 30, rẽ phải là trên cấp 30, thuộc top người chơi cấp cao của khu 10 hiện nay. Hiển nhiên quân Mạc Tiếu là một trong số đó, đến ngã rẽ thì quẹo bên phải. Trùng hợp làm sao, một vài nhân vật đi xung quanh hắn cũng thuộc top cao, cùng quẹo phải ở đây. Con đường phía trước lại có thêm mấy người chơi từ khe núi nhất tuyến chạy về hướng thành không tích. Vào thời điểm sắp không giờ người người chạy đến khu luyện cấp chuẩn bị đánh bản, thì những nhân vật chạy ngược hướng này trông cực kỳ nổi bật. Một hàng tám người, trái 4 phải 4, cùng chạy về phía này, thoạt nhìn như đang xếp thành hình chim nhạn với chữ nhân gen to lớn những nhân vật cùng đường đi cạnh quân mạc tiếu chẳng biết từ lúc nào đã giải rác vây quanh hắn diệp tu chợt cảm thấy không đúng quân mạc tiếu đột nhiên dừng bước tất cả nhân vật xung quanh tựa như nhận được cùng một mệnh lệnh lập tức dừng lại hết quả nhiên diệp tu không hề nghĩ nhiều phải đánh đòn phủ đầu tay trái khẽ đặt trên bàn phím đột một tăng tốc thoáng chốc đã hoàn thành một thao tác phản ứng của đám người xung quanh cũng không quá chậm trong nháy mắt nhân vật của họ đồng loạt dừng bước tất cả đều biết rằng ý đồ của mình đã bại lộ những nhân vật có tầm tấn công vừa và xa lập tức phát động thế công đạn và phép thuật bay từ khắp phía đánh về phía quân mạc tiếu quân mạc tiếu thoáng chốc mờ dần rồi biến mất ngay cả xác cũng không còn ảnh của thuật phân thân đám người vây đánh ai cũng là tay lão làng trong vinh quang họ biết ngay người mình đánh chết chỉ là ảnh của thuật phân thân người thật của quân mạc tiếu đã xông đến trước mặt một nhân vật đứng phải trước khi bọn họ tấn công không có đối thoại, nhấc mâu đánh ngay. Cùng lúc ảnh phân thân biến mất, nhân vật của một người chơi chặn đường đã bị quân mạc tiếu của Diệp Tu dùng lạc hoa trưởng hất vang ra. Gã thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, nhân vật của gã thuộc phe cận chiến, gã chuẩn bị tiến lên vây công cùng đồng bọn. Sau khi nhìn thấy tốt nhân vật tấn công xa phát động thế công tiêu diệt ảnh phân thân của quân mạc tiếu, gã đang cùng mọi người tìm kiếm người thật ở đâu, nhân vật bất thình lình bị hất lên cao. Người thật ở cạnh mình ư, bị lạc hoa trưởng đánh bay trong đầu ông bạn nọ vẫn đang ngẫm nghĩ vấn đề này thân người nọ bay ra mở đường tiên phong cho diệp du hắn phát hiện sớm nên vòng vây của đám người đó chưa kịp bày xong phương hướng mà thuật phân thân dịch chuyển đến cũng chính là chỗ yếu kém nhất trong vòng vây ấy nhân vật bay ra lại đâm về phía tên còn lại phương hướng này vừa hay chỉ có hai tên mà thôi tên nhân vật thiện xạ vừa né tránh đạn thịt người đang bay đến vừa rút súng nã đạn về phía quân mạc tiếu định bụng cản trở Diệp Tu nhìn thấy rõ, trực tiếp cho quân Mạc Tiếu nhanh chóng di chuyển sang ngang, dễ dàng tránh khỏi hàng đạn đang bắn đến. Tiếp đấy lại nhảy về phía trước, xoay người 180 độ giữa không trung, ô thiên cơ hình thái súng vừa chuyển đã bắn ngay, dùng thao tác phi súng bay ngược ra. Tốc độ tăng tốc quá đột ngột, những viên đạn và phép thuật bay đến ầm ầm bắn hụt. Rơi xuống đất sau cú phi súng, quân Mạc Tiếu đúng lúc đứng cạnh thiện xạ kia. Thiện xa này phản ứng cũng rất nhanh, nhấc chân hút hối lên, Kết quả mới nhấc được một nửa, quân mạc tiếu lại đạp gã ngã luôn trên đất, Diệp Tu sớm đã dùng đạp bắn nhanh hơn gã một bước. Thường cho hai súng bằng bằng, quân mạc tiếu lại tiếp tục lao ra. Đã có hai nhân vật trái phải gấp gáp xông tới, bên trái là một cuồng kiếm sĩ nhảy cao, ra chiêu vỡ núi kích. Càng thông minh hơn là không chém quân mạc tiếu, mà chém về phương hướng mà quân mạc tiếu đang tiến đến, hiển nhiên tên này không mong gây được sát thương gì, gã chỉ muốn ngăn cản quân mạc tiếu. Kết quả quân Mạc Tiếu không hề thấy mà vẫn hướng về phía đó, hành động tự tìm đường chết ấy khiến tên cuồng kiếm sĩ càng trở nên vui mừng, đương nhiên không định thu tay về. Ai ngờ ngay trước mắt vỡ núi kích sắp chém chúng chợt thấy một đường kiếm lóe ra, quân Mạc Tiếu nghiêng người rút kiếm rồi dùng ngay một chiêu đỡ đòn hoàn mỹ chắn chiêu vỡ núi kích trước mặt. Khí thế vỡ núi kích đầy mạnh mẽ, động tác đỡ đòn lại bé nhỏ, nhưng hiệu quả kỹ năng trong trò chơi không phải chỉ nhìn mỗi khí thế. Một tiếng keng hùng hậu, trọng kiếm của cuồng kiếm sĩ chạm vào thân kiếm của quân mạc tiếu hiệu quả của đỡ đòn phát huy thương tổn được hóa giải phần lớn quân mạc tiếu bị đẩy lùi mạnh về sau người chơi bên phải đang chạy tới lại không dự đoán được hành động lui bước này vốn cho rằng quân mạc tiếu sẽ bị đòn vỡ núi kích kia cản lại rồi nhìn thấy quân mạc tiếu liều lĩnh lao lên gã đang ảo tưởng hình ảnh quân mạc tiếu bị chém ngã cặp đất ai dè quân mạc tiếu bất chợt dùng đỡ đòn tiếp lại lợi dụng hiệu quả đẩy lùi của đỡ đòn để hoàn thành di chuyển nhanh chỉ thoáng cái đã đến cạnh mình người chơi này bối rối thao tác nào nhanh hơn được diệp tu đã tính toán chính xác từ sớm ô thiên cơ trong quá trình lùi lại đã tháo gỡ thành cây tân pha lùi đến bên cạnh người chơi nọ lập tức dùng quăng ném ném gã ra ngoài cuồng kiếm sĩ kia nhảy cao chém vỡ núi kích xong còn đang tạo dáng thu chiêu bỗng nhiên một người bay tới không cách nào tránh khỏi nhất thời hai người ngã lăn lóc diệp tu cũng không đuổi giết lập tức để quân mạc tiếu quay đầu tránh người một đám người chơi đang điều khiển nhân vật gấp gáp đuổi theo có một ma đạo học giả trông khá tích cực, nhấc chổi bay vèo vèo. Kết quả quân Mạc Tiếu chạy vài bước bất chợt lại nhảy lên phi súng, một súng bắn vào ót ma đạo học giả. Máu chảy lênh bình, ông bạn này nhất thời kích động mà va thẳng vào cây, dẫn đến tiếng cười ẩm ý sau lưng. Cười cái đéo ma đạo học giả đâm sầm vào cây thì bò từ dưới tảng cây lên, gào thét một cách khó chịu. Có điều chẳng mấy ai để ý tới gã, những người khác tiếp tục điên cuồng đuổi theo quân Mạc Tiếu. Vây đánh, vây đánh đi có người kêu lên vây cái đầu mày, tốc độ y chang nhau vây thế đéo nào. Hướng đó có người không, bảo người đón đầu đi, đằng đó đào đâu ra người, có phải khu luyện cấp đâu. Tên này cố ý tìm nơi không có người chặn, đuổi tiếp đi, nói nhảm làm gì, xem hắn có thể chạy bao xa. Như đang thảo luận, hoặc đang khắc khẩu, một đống người cứ vừa chạy vừa ẩm ý như thế. Diệp Tu quay đầu nhìn thử khoảng cách, lúc này thoát thân không hề khó, nhưng xem đối phương đã bảy binh bố trận, sợ chúng sẽ không từ bỏ ý đồ nhanh chóng, những nhân vật này đều không hiện tên công hội, nhưng trong nháy mắt so đấu, Diệp Tu đã ngó sơ ai đi của vài người. Lúc này vừa chạy vừa tìm thử từng người, không có người nào không phải nhân vật cấp 33. Nhân vật cấp 33, tại khu 10 hiện nay dường như đều là tinh anh của mỗi một công hội lớn. Không treo tên công hội chẳng qua chỉ không thể hiện tên ông chủ của chúng mà thôi. Diệp Tu cũng không vì bản thân có thể thoát thân thành công mà cảm thấy may mắn. Hắn bỗng nhiên nhớ đến việc Hàn Yên Nhu của Đường Nhu bị giết chiều nay, đó thật sự chỉ là bi kịch từ việc treo máy nơi hoang dã, hay vì gặp phải người cố ý. Nghĩ vậy, Diệp Tu vội nhắn tin cho bốn người, hỏi thăm tình hình của họ. Đã chết, đường nhu hồi phục, hàn yên nhu của cô vẫn đang trong trạng thái lâm nguy, cô định bụng vừa đi đường vừa hồi phục. Ai ngờ vừa ra khỏi thành đã bị người để ý, trạng thái yếu đi 80%, máu và mana cạn kiệt. Dùng bình thuốc có thể bổ sung máu và pháp lực, nhưng trạng thái suy yếu trừ việc tìm bác sĩ trả tiền, cũng chỉ đành mất 10 phút dần dần tự động phục hồi như cũ. Đường Nhu nghĩ thời gian đi từ thành không tích sang khe núi nhất tuyến đủ để phục hồi như cũ, cũng không tìm bác sĩ. Suy yếu 80%, biên độ lớn đến vậy, một người chơi lão làng liếc mắt sẽ nhìn ra ngay. Đối với một nhân vật đang lâm nguy, có pờ rồ tới đâu cũng chẳng ai sợ hãi. Đường Nhu điều khiển Hàn Yên Nhu ra khỏi chủ thành không bao lâu đã rơi vào vòng vây công kích, không chống cự được gì lại bị người tiễn về thành dưỡng sức, giờ còn đang ngơ ngơ trả hiểu. À, à, lão đại ơi sao tự nhiên có đứa giết em bánh bao xâm lấn trả lời rất dài chết chưa diệp tu vội hỏi chưa chết em chạy mà chúng cứ đuổi theo bánh bao xâm lấn nói phong cách của nhóc ta khá bị ổi diệp tu đã sớm đoán được nếu cậu nhóc gặp phải tình huống này 80 đến 90% sẽ nghĩ ra một lối thoát bị ổi không kém còn tô mộc tranh và kiều nhất Phàm Thế thì càng không cần lo lắng hai người kia dù gì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp Tuy không thể lấy một địch trăm nhưng vẫn có thể bình yên rút lui khi gặp trường hợp này, huống chi cả hai có lẽ đang ở cùng nhau. Đại thần có người đuổi giết chúng ta, đây là câu trả lời của Kiều Nhất Phàm, có người đuổi giết, Lưu Hạo lại làm trò mèo gì ư. Tô Mộc Tranh đã dự đoán ngay, còn chưa rõ, em thế nào rồi, đi cùng một tấc cho đúng không, ừ, hai tuổi em chạy mất, người bên phe kia không ít đâu. Tô Mộc Tranh nói, bao nhiêu người, Diệp Tu hỏi, chừng mấy chục, nhiều vậy, thế bao nhiêu cấp, mới vừa nhìn thử vài người, tất cả đều 33. Tô Mộc Tranh nói, một công hội không thể có nhiều nhân vật cấp 33 thế được. Diệp Tu phát hiện tình huống còn tàn khốc hơn mình suy đoán. Chương 196, hợp tác tạm thời. Nhìn cấp độ đã biết ngay đám này đều từ các công hội lớn. Chẳng qua, từng ngày người thì không thể từ một lò mà ra được. Trong đó có bao nhiêu công hội? 1, 2, 3, hay hơn, hay tất cả. Bao nhiêu đi chăng nữa cũng không làm Diệp Tu ngạc nhiên hắn thừa hiểu tình trạng của các công hội lớn hiện giờ. Kỷ lục phó bản đều đã bị hắn thầu hết, kiềm chế tất cả sự bành trường thế lực của các công hội lớn trên khu 10. Đám công hội lớn lôi kéo không được nên buồn bực trong lòng. Với thói kiêu ngạo đã thành quen ấy, nào lại chịu khuất phục dễ dàng vậy được. Dù là về cảm xúc hay lợi ích, đã không thấy hy vọng trong việc tranh giành phó bản, thì chẳng thà diệt luôn cái thằng quấy rối ấy đi, lựa chọn này hết sức bình thường. Tạm thời đừng ra khỏi thành, chúng ta đang bị theo dõi. Diệp Tu gửi tin cho Đường Nhu trước, chỉ có cô nàng gà mở thứ thiệt này là chưa từng nếm thử màn thảm sát trong trò chơi. Hai người đang ở đâu? Sau đó hỏi Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm, đang trong vùng đất lưu lạc. Tô Mộc Tranh đáp, đối phương không chỉ có từng này đâu, có thể còn có nhóm khác đến hỗ trợ truy đuổi đấy. Những người chơi cấp thấp không tham gia chiến đấu cũng thành tai mắt khắp nơi. Cứ đến chỗ nào vắng người đi, sau đó chúng ta tìm cơ hội tập hợp. Diệp Tu gửi tin, vâng, liên lạc vị trí sau. Tô Mộc Tranh trả lời, bánh bao, em đang ở đâu đấy? Với bánh bao xâm lấn, Diệp Tu vẫn quyết định phải chỉ vẽ tận tay mới được. Ở thôn Cáp Đức, ngoài thành không thích, bánh bao xâm lấn nhanh nhỏ trả lời, ý, chỗ đó được đấy, Diệp Tu bật khen, tên nhóc bánh bao xâm lấn này, tuy gà mở vinh quang thật, nhưng cáo giả trong game ra phết. Giờ thành người đến khu vực vắng người đầu tiên rồi, thôn Cáp Đức là một thôn nhỏ ngoài thành không thích, có vài NPC nhiệm vụ, người chơi chỉ đến khi có nhiệm vụ liên quan, ngoài ra không có quái luyện cấp cũng không có phong cảnh đẹp chả ai dỗi hơi đến đó cả muốn thoát thân đương nhiên nên chọn một chỗ như thế bằng không dù là khu luyện cấp như vùng đất lưu lạc hay khu an toàn như thành không tích đâu cũng đầy người của các công hội lớn chỉ cần công hội hô một tiếng không tham chiến thì cũng thành mật thám căn bản là không trốn tránh được vâng nơi này gần bánh bao xâm lấn tỉnh queo đáp lại đập tan tất cả những ý tưởng cho rằng bánh bao rất thâm nho của diệp tu có cắt đuôi chưa Diệp Tu hỏi, em đang xem, bánh bao sâm lấn trả lời. Cẩn thận đấy, Diệp Tu vừa nhắc nhở vừa quay góc nhìn của quân Mạc Tiếu ra sau quan sát. Cả đống người cấp 33 dí sau mông, quyết đuổi cùng giết tận. Địa thế khu này bằng phẳng, không chỗ trốn, Diệp Tu đang cần một nơi giống như thôn cáp đức của bánh bao sâm lấn, hắn cũng điều khiển quân Mạc Tiếu chạy theo hướng này. Chuyện gì vậy anh, một giọng nói vang lên, không phải từ trò chơi, Diệp Tu quay ra thì thấy đường nhu đang ghé vào quầy nhìn mình đều là người của các công hội lớn, chúng ta cướp nhiều kỷ lục quá làm họ cực kỳ quan ngại. Diệp Tu giải thích thật ngắn gọn, không lấy được kỷ lục thì dùng cách này ấy hả? Đường Nhu khinh bỉ, ai bảo chúng ta mạnh quá làm chi? Diệp Tu cười rằng, vậy giờ phải làm sao? Đường Nhu hỏi, em lên mạng xem tên tuổi các công hội trong thần chi lĩnh vực, 20 công hội đứng đầu có thể đều là đối thủ của chúng ta hiện giờ. Nhớ kỹ tên tất cả, sau này gặp trong trò chơi thì nhớ để ý. Lòng vòng trong thành không tích đi, cố gắng tìm chỗ nào không người, để ý xem có ai đi theo không. Hết trạng thái suy yếu rồi tìm cơ hội chuồn khỏi thành, anh sẽ tới đón em. Diệp Tu nói, ok anh, đường nhu gật đầu, vùng đất lưu lạc, bên này là khu luyện cấp, nhiều người phát hiện ra phong sơ yên mộc và mộc tắc cho thì thi nhau tham gia đuổi giết. Một số là những tinh anh cấp 33 chuẩn bị vào phó bản vùng đất lưu lạc, số khác là người chơi tự do có máu mặt, tuy không do công hội yêu cầu nhưng biết tin cũng hăng hái góp mặt. Vừa thấy một ngôi nhà hoang, phong sơ yên mộc và một tắc cho cùng nhau chui vào. Đám người đuổi theo không ít, có vẻ còn đang tăng dần lên. Quả đúng y như Diệp Tu đã nói, hoàn cảnh của họ không dễ cắt đuôi. Vừa vào trong nhà, phong sơ yên mộc chạy ngay đến cửa sổ trái quan sát tình hình, một tắc cho thì chạy ra cửa sổ phía sau. Bên này không có ai, kiều nhất phàm hô lên, đi, tô mộc tranh thao túng nhân vật chạy tới, hai người nhảy lên cửa sổ, khom người, chuồn ra ngoài. Đừng thấy động tác ấy mà coi thường, đám người chơi bình thường chưa chắc đã thành công ngay thế đâu, quá nửa sẽ cộng đầu, vướng chân vướng tay các kiểu rồi bị móc lại trên cửa sổ. Phía sau quả nhiên không có ai, hai người nhân lúc có ngôi nhà che chắn, tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Phi thân qua một bức tường, khom lưng nhảy xuống, nép vào chân tường. Bên này, Kiều Nhất Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, phát huy xuất sắc khả năng quan sát bao quát của mình, vạch ra con đường phía trước. Nơi ít quái sẽ ít người chơi, tự tin nhưng không tự đại, cậu vẫn giải thích với Tô Mộc Tranh lý do mình phán đoán. Ừ, mau đi, Tô Mộc Tranh cũng đồng ý, là cô cũng chỉ nghĩ ra cách này. Dìa tường không dài lắm, tuy che giấu được vị trí làm đối phương tạm thời mất dấu, nhưng tiếp theo kiểu gì cũng bị lộ, chỉ mong bằng ấy thời gian đủ để kéo dài khoảng cách với đối phương. Đến sát dìa tường, hai nhân vật vọt ra, một trước một sau, ai cũng chuyển góc nhìn quay đầu lại thoáng nhìn. Nhóm truy đuổi lục tung căn nhà hoang kia không thấy người đâu hiển nhiên đã bị mất dấu, đang bổ ra xung quanh tìm kiếm, cũng có một số ít chạy về phía tường đất chỗ hai người vừa rời khỏi. Hai người vừa bị lộ, đối phương lập tức đổi hướng đuổi theo. Phong sơ yên mộc dơ pháo bắn pháo chống tăng về phía đám người đang đuổi đến gần. Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, lắc mình một chút là né được, chẳng được tác dụng bao nhiêu. Tô Mộc Tranh cũng không đứng lại cù nhầy, cô thao túng phong sơ yên mộc chạy như bay. Chị Mộc, phía trước có bốn căn phòng, hai ta chia ra vào được không? Kiều Nhất Phàm nói cậu đã nghi ngờ Phong Sơ Yên mộc là Tô Mộc Tranh, chẳng qua không chắc chắn, cũng không dám hỏi nhiều. Cậu tự nhận mình nhỏ tuổi, thấy mọi người xưng hô với nhau, ai cậu cũng gọi bằng anh, bằng chị, như anh bánh bao, chị Mộc, chị Nhu, cùng với tiền bối mà cậu kính trọng nhất. Chị bên phải, Tô Mộc Tranh nói, em bên trái, rứt lời hai người đồng loạt tách ra, lách người vào nhà. Lại trốn vào nhà rồi, có người trong đám đuổi theo giận dữ kêu lên, mấy căn nhà tồi tàn trong vùng đất lưu lạc đều na ná nhau cái nào cũng nát bươm sơ mướp. Có cửa sổ, có những lỗ hỏng trên tường, túm lại cửa không phải là nơi duy nhất để chuồn đi. Chạy vào cửa, nhảy cửa sổ ra, nhất thời tầm nhìn đều bị căn phòng che mất. Cũng bởi vậy mà đám người đuổi theo bị rối loạn mấy lần, giờ nhìn hai người lại chui vào nhà, cả đám đau hết cả lòng mề. Ai dè hai kẻ này càng chui càng nghiện, tản ra, mở rộng tầm nhìn, một người hô lên, hiệu quả chả có nhiêu, người tản ra theo lời tên kia chỉ được vài mống. Tản ra tản ra, tên đấy tiếp tục gào lên, vài mống nữa di chuyển, đại đa số vẫn mặc kệ như trước. Tản hết ra làm gì, vài người tản ra canh là được rồi, có người cười bảo, tản ra trông thấy thì gọi, chứ đến lúc phát hiện mới đuổi thì muộn mợ nó rồi. Người hô hào giải thích, số ít người đứng gần nghe xong cũng thấy có lý, thế là lại có một số nữa tản ra. Rõ ràng rằng đám người này không có chỉ huy, công hội trang bị lực lượng đuổi giết nhóm quân mặc tiếu, chuyện đấy ai cũng biết nhưng gần 12 giờ khi phát hiện ra nhóm quân Mạc Tiếu mới vội vàng tổ chức cuộc truy đuổi này. Đám cao thủ trong công hội đều chọn những mục tiêu đuổi giết gần mình, vậy nên khu luyện cấp vùng đất lưu lạc là đông nhất, thập cầm từ người luyện cấp đến người chuẩn bị vào phó bản đều đang luẩn quẩn quanh đó. Đội ngũ vội vã thành lập này đương nhiên không ai chỉ huy, mà có muốn làm cũng khó lòng thực hiện, bởi khi phát động cuộc tổng hợp tác các công hội này, bản thân gia vương triều cũng không yêu cầu các công hội sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau, chỉ hy vọng mọi người có thể góp tay góp chân nguyên nhân chính yếu tìm đến mưu đồ bá đạo đầu tiên cũng vì mưu đồ bá đạo sắp bị lửa cháy tới mông rồi bọn họ đang cấp thiết cần chiếm kỷ lục của khe núi nhất tuyến để chứng minh thực lực đương nhiên sẽ rất cần phương án giải quyết thích hợp đối phó với quân mạc tiếu vậy nên dù có thù mấy kiếp trần giả huy vẫn tin chắc mưu đồ bá đạo sẽ đồng ý chẳng qua muốn hợp tác thành công cũng không phải găm ba câu là có thể dù là hội trưởng tưởng du hay hội trưởng khu 10 dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo vẫn luôn ôm lòng nghi ngờ với gia vương triều. Với tất cả các công hội, mối tai họa mang tên quân Mạc Tiếu là thật, nhưng với tình trạng nguy cấp của mưu đồ bá đạo hiện nay, các công hội khác thế nào cũng đứng ngoài hóng kịch hay, trong đó sung sướng nhất phải là gia vương triều mới đúng. Vậy mà chính gia vương triều lại chủ động bắt tay với họ, giúp họ giải quyết mối lo, tin được chết liền. Trông sao cũng thấy gia vương triều đang có ý đồ mở ám vì thế trong lúc giả là thăm dò nhau, đôi bên có cưa hơn 3 tiếng liền. Trần Dạ Huy còn mời thêm vài công hội khác tham dự, tưởng du với dạ độ hàn đàm mới dần tin tưởng. Cuối cùng, số công hội tham gia bao vây tiêu diệt nhóm quân Mạc Tiếu lên tới 7 nhà, đương nhiên đều là những nhà ôm mộng thâu tóm kỷ lục phó bản. Vốn là đối thủ cạnh tranh nhau, nhưng bấy giờ tất cả lại không ngại tạm thời bắt tay nhau dẹp mối đại họa mang tên quân Mạc Tiếu. Chẳng qua, làm Trần Dạ Huy không ngờ nhất, chính là việc Lam Khê các thẳng thường từ chối lời đề nghị hợp tác này. chương 197, hướng ngược lại, Lam Khê các là công hội đầu tiên coi trọng quân Mạc Tiếu, mời quân Mạc Tiếu lấy kỷ lục phó bản cho họ, cũng là công hội đầu tiên có ý mượn sức quân Mạc Tiếu. Nhân tài như thế, chỉ cần hiểu rõ tài năng, công hội nào lại bỏ lỡ. Xong cuối cùng, Lam Khê các lại là công hội bị quân Mạc Tiếu hại thê thảm nhất. Cóc cần biết hai bên có quan hệ thế nào, Trần Giả dạ Huy đoán chắc giờ Lam Khê Các hẳn đang ôm hận nhiều nhất, còn bức thiết muốn vãn hồi hơn cả mưu đồ bá đạo ai ngờ đối phương từ chối thẳng thừng ngay cả chút do dự cũng không có câu trả lời cương quyết đến mức trần giả dạ huy không thể bơm thêm vài câu xúi dục hắn cảm thấy lam khê các bình tĩnh như vậy không giống như đang xúc động hay nhát gan mà rất rõ sự thiệt hơn trong đấy mới quyết định hay chúng biết quân mạc tiếu là diệp tu rồi trần giả dạ huy sinh nghi quân mạc tiếu là diệp tu chuyện này có chết hắn cũng không phun ra thực lực diệp tu đáng sợ mấy thì cũng làm được gì đây là game online cơ mà, năm đánh một không được, thì 10, 10 không đủ thì 20, 20 không lại thì cả trăm, trình độ cao mấy, kỹ thuật xịn mấy cũng bị thịt đè người thôi. Trần Giả Huy không tiết lộ thân phận quân mạc tiếu chính vì sợ danh tiếng của Diệp Tu. Đại thần gắn bó 10 năm với vinh quang có bao nhiêu fan hâm mộ. Chẳng may lộ ra, Trần Giả Huy chỉ sợ đống cao thủ ấy sẽ đổ xô đi sách xếp cho Diệp Tu xưng anh gọi em mà dẫm bẹp hắn ấy. Nhất là trong gia vương triều thì lại càng không dám ho he fan của Diệp Tu trong đây còn trung thành hơn chứ chả kém. Vì thế, dù nghi ngờ Lam Khê các hắn cũng chẳng dám đi dò hỏi. Cũng may là số lượng công hội tập hợp được cũng kha khá. Lúc này đây, hắn không chỉ muốn tiêu diệt quân Mạc Tiếu cho hả giận, mà còn muốn diệt sạch cả đội ngũ của Diệp Tu. Giết Diệp Tu là thủ oán cá nhân của Lưu Hạo, Trần Dạ Huy đặt sự phát triển công hội lên cao hơn, nếu không diệt trừ cả nhóm này, kế hoạch được ăn cả ngã về không ở khu 10 này cũng thành công cốc. Sức chiến đấu của cả đội ngũ Diệp Tu, hắn đã được bài học nhớ đời rồi, thực lực ba người quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn đã để lại bóng ma trong hắn. Nhưng giờ đây, người của hắn đông hơn, chia rẽ đội ngũ chúng ra rồi bao vây từng kẻ một, tất cả đều suôn sẻ. Trần Giả Huy nghe đàn em báo tin cũng dẫn người gần đó tới hỗ trợ. Vừa tới vùng đất lưu lạc đã thấy nhân vật của mỗi công hội đang nháo nhác chạy bốn phía, mục tiêu thì chả thấy đâu. Người đâu rồi, Trần Dạ Huy thấy người nhà mình thì chạy ra hỏi hắn không để ý đám người ngoài bởi tuy đường đường là hội trưởng một công hội nhưng trong mắt công hội khác hắn chả là cái vẹo gì nhớ như gặp phải thành phần phen cuồng của bá đồ đâm lén hắn phát súng đập hắn cục gạch hay thọc hắn phát đao cũng không phải không thể lần hợp tác này chỉ đơn giản là góp đủ quân số đối phó với quân mạc tiếu chứ không hề có ý định bắt tay thành bạn tốt của nhau vào nhà trái và phải người của gia vương chiều thấy hội trưởng nhà mình đại giá quang lâm lập tức nói còn chờ gì nữa bao vây trần dạ huy chỉ đạo đang bao vây mà kẻ này vừa bất đắc dĩ trả lời vừa xoay góc nhìn xung quanh trông cả lũ nháo nhác như vịt đúng thật họ đang bao vây đó người của ta lại đây trần dạ huy cũng không ngông nghinh đi chi huy tất cả rất chi là biết điều chỉ gọi anh em nhà mình ra người của gia vương chiều thấy hội trường nhà mình thì chạy lại tập trung hai người đứng bên này canh còn lại theo tôi tiến vào trần dạ huy để hai đàn em ở lại đây là chuyện mà không công hội nào chịu bố trí Công hội khác thì cứ chạy từng tốp từng tốp một, cậu chạy bên trái tớ không chạy bên phải, chúng mình nhất quyết không chia lìa. Nhà trái hay phải đều có người nhảy vào, trong đây không có, có người hô to, nói thừa, lập tức có kẻ cười nhạo, đương nhiên không có trong nhà rồi, người vào nhà sau đó nhảy tường ra, lợi dụng góc chết chạy trốn. Người trong nhà cũng lũ lượt phi cửa sổ ra, nhưng thao tác không tinh tế như đẳng cấp chuyên nghiệp, có người bực bội mà ra, có kẻ lại mắc trên ô cửa. Đám người chạy vào không chung một công hội người mắc trên cửa đương nhiên bị công hội khác cười cho thối mũi người thận trọng thì quay ra đường cửa đi cho lành nhưng ra ngoài rồi vòng ra sau nhà vẫn không thấy bóng dáng phong Sơ yên mộc và một tắc cho đâu mau 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 cả lưu ý ới kêu thế là lại hùng hục chạy về phía trước cho rằng hai người đã thừa cơ chạy xa mất rồi lại không ngờ rằng dưới mí mắt của mình trong căn nhà hoang kẹp giữa hai ngôi nhà trái phải phong Sơ yên mộc và một tắc cho đang ngồi xổm trong góc nhà phong Sơ yên mộc lò dò di chuyển đến lỗ thủng trên tường Trộm quan sát tình hình bên ngoài. Ha ha, bị lừa hết, quen cách chúng ta chạy trốn từ nãy giờ đây mà. Tô Mộc Tranh gửi tin cho Kiều Nhất Phàm, không người chỉ huy, nên em nghĩ họ sẽ đoán nhầm như thế. Kiều Nhất Phàm gửi tin, cậu hiểu về quan sát, đương nhiên là quan sát cả đồng đội và đối thủ. Đối phương đuổi theo không hề có nề nếp thống nhất, Kiều Nhất Phàm đều nhìn thấy, cậu kết luận đối phương không có người chỉ đạo chung. Nên sau khi thương lượng với Tô Mộc Tranh đã vạch ra kế này hai người lợi dụng điểm mù che mắt đối phương để thoát thân một lần hai lần ba lần để lại ấn tượng trong suy nghĩ của chúng đến khi gặp địa hình thích hợp thì bất ngờ thay đổi không bỏ chạy mà nấp vào một góc sau khi chui vào hai căn nhà trái phải hai người lập tức nhảy qua lỗ thủng trên tường vào căn nhà giữa trốn vào góc phòng lù lù vậy mà chả ai trông thấy khi ấy chỉ cần có người bước qua căn nhà giữa sẽ phát hiện ra hai người ngay vậy mà lại chả ma nào làm Cả lũ chỉ nháo nhác phòng ra sau ba căn nhà bị chắn tầm nhìn, sau đó chẳng cần biết hai người trốn hướng nào đã đi tiếp. Đi thôi, Tô Mộc Tranh bảo Kiều Nhất Phàm, hai người cũng không thể trốn mãi trong đây, đối phương đuổi một lúc không thấy ai nhất định sẽ quay lại tìm kiếm, hai người thầm nghĩ nhân cơ hội này chạy ngược hướng thoát thân. Một tấc cho của Kiều Nhất Phàm lập tức phi ra cửa, nhưng vừa lộ nửa người ra ngoài thì tức thì thụt lại. Bên ngoài còn người, Kiều Nhất Phàm báo Tô Mộc Tranh, hả? phong sơ yên mộc của tô mộc tranh cũng vội vàng chạy tới bên cửa em xin lỗi chị mộc kiều nhất phàm chợt hoảng hốt quá nửa kế thoát thân này là cậu vạch ra hiếm hoi lắm mới có lần tự tin như thế kết quả lại phát hiện đối phương còn để người lại canh chừng nhận ra sai lầm của mình kiều nhất phàm vừa lo vừa sợ không sao đâu lao ra đi tô mộc tranh nói xong nhân vật đã lắc mình ra khỏi phòng phía sau này chính là hai tên gia vương triều được trần giả huy để lại kỳ thật kiều nhất phàm đoán không sai cậu chỉ không ngờ bên đối phương chợt có người mới tới tham gia lại còn là nhân vật cấp bậc hội trưởng như trần dạ huy người mới tới đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ sáo mòn trong suốt quá trình rượt đuổi trước đó trần dạ huy lại có quyền chỉ huy kế hoạch kiều nhất phàm vạch ra dựa trên cuộc truy đuổi từ đầu tới giờ tự khắc cũng vô dụng với kẻ ngoài cuộc hai kẻ đứng canh vừa thấy phong sơ yên mộc lao ra cũng giật mình vội vã gửi tin đồng thời đạn pháo của phong sơ yên mộc cũng bay tới hai người vội vã tránh né lại không ngờ ba phát đạn pháo chống tăng được tô mộc tranh bắn ra ba hướng không né thì thôi né theo phản xạ rồi thì mỗi đứa ăn nguyên một quả khói súng còn chưa kịp tan mộc tắc cho đã xông đến chặn đường một người một chiêu quỷ chảm được chém ra gã cuống cuồng nhảy né mộc tắc cho lại bồi thêm một cú nguyệt quang chảm vốn phản ứng không theo kịp mà bị nguyệt quang chảm móc lên không trung mãn nguyệt chảm nối gót nguyệt quang chảm gần như là bản năng của mỗi quỷ kiếm sĩ kiều nhất phàm cũng không ngoại lệ mãn nguyệt chảm tiếp nối hất gã lên càng cao tiếp theo là nòng súng vang lên, phía phong sơ yên mục nâng súng nòng xoay chĩa trời bắn phá, gã ta bị quay mỏng mòng nửa ngày không rơi được xuống đất. Người còn lại muốn đến giúp lắm mà đâu biết tiết tấu lại nhanh tới vậy. Lúc chạy tới nơi thì mãn nguyệt chảm cũng đã dùng xong, kiều nhất phàm đứng sẵn chờ gã. Vài ba chiêu công kích phổ thông cũng làm gã cạp đất. Kiếm vung lên, đao trận được phóng ra, phong sơ yên mục cũng đang đứng trong đao trận, pháo laser, đại bác, pháo trông tăng các kỹ năng sát thương cao của bậc thầy pháo súng càng tỏ rõ uy lực trong đao trận. Kiều Nhất Phàm đợi kỹ năng đóng băng xong cũng quất thêm mấy đao nữa, hai kẻ đáng thương, từ lúc dính pháo chống tăng xong thì không cục cựa được gì, thậm chí còn chưa kịp di chuyển. Không quay tít giữa trời thì cũng cặp bùn dưới đất, đến khi bình yên trở lại thì đã thành hai cái xác nằm thẳng cẳng. Trần Giả dạ Huy nhận được tin của hai người này cũng vội vàng hô hào rồi dẫn theo anh em trong gia vương chiều chạy về trước. Đám người công hội khác nghe thấy cũng thử ra, những lúc không có chỉ huy thế này đều là thấy đâu bu đấy, cũng cong mông đuổi theo. Kết quả chạy đến trước căn nhà vẫn chả thấy ma nào. Người đâu rồi, Trần Dạ Huy gửi tin cho hai đàn em. Người đâu rồi, người công hội khác hỏi Trần Dạ Huy. Chết rồi, hai đàn em trả lời rất nhanh, mà vấn đề người chơi khác hỏi, Trần Dạ Huy lại nhất thời tắc tịt. Mọi người phân công ra tìm đi, Trần Dạ Huy nhìn chung quanh xong bất đắc dĩ chỉ đạo. Chỗ này sao mà lắm nhà hoang giếng cạn hố đất thế, núp đại một chỗ cũng rất khó để thấy. Địch, tìm cái gì? Đám người công hội khác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên cứ ù ù cà cạc mà chửi thề. Hai đứa nó trốn ở nhà giữa, nhân lúc chúng ta chạy ra ngoài đã giết hai anh em nhà tụi này, giờ không biết trốn đâu. Trần Dạ Huy cũng ức chế lắm, nhưng vẫn phải dần lại mà giải thích nghi ngờ cho mọi người. Cũng có ai nghĩ được cách khác đâu, còn thế nào nữa? Tìm thôi, cả lũ lại nhốn nháo tìm kiếm bốn xung quanh, lại đâu hay phong sơ yên mộc vào một tấc cho vừa nhảy cửa sổ đào thoát, lại chơi trò ngược hướng với họ nữa. chương 198, cậu bạn đáy giếng, thôn cắp đức ngoài thành không tích, trong quá trình thoát thân, bánh bao xâm lấn vốn chỉ tiện đi ngang qua. Nguyên nhân theo như lời cậu ta, tại nó gần, kết quả, một chỗ ít người chơi lui tới lại giúp cậu thuận lợi thoát thân. Tại nơi không có ánh mắt thừa thái của những người chơi khác, khắp nơi đều có góc chết tầm nhìn, bánh bao xâm lấn can đảm cùng đám người chơi truy sát bắt đầu chơi trốn tìm trong một cái giếng cạn khô của thôn Cáp Đức, vừa nãy bánh bao xâm lấn đứng thẳng người mới có thể lộ ra một góc nhìn trên mặt đất. Sự yên lặng vốn có của thôn Cáp Đức, bởi vì bánh bao xâm lấn xông vào mà bị nhiễu loạn. NPC vẫn lặng yên mà bước từng bước máy móc, nhưng tiếng bước chân hỗn loạn của đến hơn 10 người chơi truy sát bánh bao xâm lấn bắt đầu vang lên trong thôn, lời nói lúc liền lúc đứt trao đổi lẫn nhau cũng truyền vào trong tai bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn vội ngồi xổm cả người xuống, nếu như có thể, lúc này cậu nhất định chỉnh âm thanh của trò chơi đến mức lớn nhất nhưng rất tiếc vì mong muốn tạo nên cảm giác gần xa chân thật âm thanh trong vinh quang không tồn tại thanh điều chỉnh âm lượng liên quan đến âm lượng chỉ có nhân vật cùng âm thanh nguyên gốc giữa các khoảng cách ngoài ra chỉ có hai lựa chọn tắt và mở âm lượng ngồi trồm hổm ở dưới đáy giếng bánh bao xâm lấn cố gắng nghe ngóng giọng nói người chơi bên ngoài chạy đâu rồi chắc đi không xa đâu vẫn ở trong thôn thằng này này gian quá chạy đến chỗ như vậy nếu như đang trong khu luyện cấp xem nó trốn thế nào được tiếng bước chân có xa có gần hiển nhiên cả bọn đang tìm kiếm xung quanh bánh bao xâm lấn nghe âm thanh đang tính xem có nên đứng dậy xem chút hay không bỗng nhiên trước mắt trắng xóa người sáng một nhân vật rất nhanh xuất hiện ở trước mắt cậu không đợi bánh bao xâm lấn nói gì nhân vật kia đã kinh ngạc kêu một tiếng ông là ai im nào bánh bao xâm lấn vội vã chặn lời người này thật khéo nha chỗ như vậy cũng có thể gặp được người khác người này lại hoàn toàn không biết tình hình tiếp tục thì thầm bánh bao xâm lấn nghe có tiếng bước chân càng ngày càng gần tuy rằng không biết có phải đã phát hiện tiếng động bên này hay không cậu trốn trong chỗ như vậy dù có kín đáo nhưng nếu bị phát hiện cũng không có chỗ thoát cho nên bánh bao xâm lấn cũng tính toán cả rồi một khi có tiếng bước chân tới gần thì không thể mạo hiểm lập tức phải chạy thoát khỏi giếng đang chuẩn bị làm vậy đột nhiên lại nghe được tên trước mắt kia càng lớn giọng kêu lên a bánh bao xâm lấn ông chính là người trên bảng thành thích phó bản bánh bao xâm lấn của đội ngũ quân mạc tiếu không sai chính là tôi nhưng tôi hiện không có thời gian để nhận phỏng vấn của ông tôi đang trốn một bọn truy sát thần bí giờ tôi phải xông ra bánh bao xâm lấn trầm giọng nói xong câu này đột nhiên nhảy ra khỏi giếng cạn góc nhìn chuyển quanh quả nhiên đã có người chạy tới phía giếng cạn rồi thấy cậu vừa xông tới lập tức kêu to chỗ này nè bánh bao xâm lấn không hề dừng lại đáp xuống đất đã bỏ chạy ngay ai đợi chút giọng nói kia lại kêu lên từ dưới đáy giếng vội vã nhảy lên theo kết quả không nắm đúng sức lực nhảy không đủ cao hai chân của nhân vật đập vào thành giếng cả người sắp ra khỏi giếng lại vì cú đập này mà té trở về đám người chơi trong nhóm truy sát không biết thằng này từ đâu ra cũng vội vã kêu lên ở đây còn một đứa mai phục hỏng rồi không biết có bẫy gì không có người nghi hoặc chuẩn bị đi vào trong giếng người chơi ở sau bờ tường đều vội vã dừng lại chỉ e bên trong có mai phục Đám người chơi truy sát bánh bao xâm lấn tuy không nhiều bằng đám dây dưa với tô mộc tranh và kiều nhất phàm ở vùng đất lưu lạc, nhưng chính vì vậy mà bọn họ càng thêm đoàn kết và hòa ái hơn. Ở đây có hơn 10 người, tất cả đến từ hai nghiệp đoàn, hơn nữa cũng không phải tử địch như mưu đồ bá đạo và gia vương triều, thế nên có thương lượng qua lại. Một hồi e sợ ấy, cậu bạn trong giếng cạn cuối cùng đã sử dụng đủ sức lực để nhảy ra ngoài. Nhân vật này người mặc giáp phải, trong tay cầm một cây gậy phép, đây rõ ràng là một nhân vật pháp sư. Sau khi nhảy ra khỏi giếng thì nhìn trái ngó phải, cũng không để ý những người chơi truy sát này, thấy bánh bao xâm lấn chạy hướng nào thì đuổi theo. Chúng người chơi thấy người này vừa lên đã chạy, thực sự không giống như có mai phục gì. Dè chừng và lòng sợ hãi giảm đi, vội vã bố trí đuổi theo. Hai công hội, mỗi nhà một chỉ huy, phân phối người cũng có bài bản hẳn hoi, không phải một đám người lộn xộn. Bánh bao xâm lấn quay đầu lại nhìn, gấp nỗi truy binh sắp đuổi kịp, vội vã quan sát trái phải có chỗ nào tốt như giếng cạn vừa nãy hay không. Đang lúc tìm, chợt nghe người sau lưng hô một tiếng, chạy về phía bên trái. Một tiếng này giống như tiếng của chúa trời, bánh bao xâm lấn cũng không tìm hiểu xem người mở miệng là ai, không nói hai lời đã chạy về phía bên trái. Bên trái không phải chỗ che chắn gì đặc biệt, chỉ là một gian nhà lá thường thấy trong thôn trang. Bánh bao xâm lấn vừa quẹo trái đã đến phía sau nhà tranh, rốt cuộc tạm thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của truy binh, vì thế cậu lại vội vã tìm kiếm một cái giếng cạn tuyệt vời ở đâu đó. Nhảy vào từ cửa sổ đi, chính lúc này, tiếng nói kia lại vang lên, bánh bao xâm lấn tìm kiếm cái gọi là cửa sổ, lúc này mới không cẩn thận phát hiện người nãy giờ gợi ý cho cậu là ai, chính là cậu bạn đến từ đáy giếng kia. Ông bạn nghĩa khí thật đấy, bánh bao xâm lấn nói một câu, cũng đã thấy cửa sổ rộng lớn của căn nhà, xông ra nhảy lên rồi lăn người vào. Cậu bạn đáy giếng bước nhanh tới, cũng bắt trước bánh bao xâm lấn nhảy vào bên trong, lần một, vướng cửa sổ, rơi trở lại, lần hai, lại vướng cửa sổ, lại rơi trở lại, lần ba. Bánh bao sâm lấn mở mịt, ông đang làm gì thế? Là nhảy vào đó, cậu bạn đáy giếng nói, thật sự nhìn không ra. Bánh bao sâm lấn nói, cậu bạn đáy giếng biết rõ bản thân thiếu kỹ thuật, thao tác thực hiện không được chuẩn xác, sau ba lần thất bại liên tiếp quyết định bỏ luôn, tiếp tục chạy về phía bên trái. Ê ông đi đâu, bánh bao sâm lấn thế nhưng ló đầu ra nhìn cậu bạn kia hỏi rút đầu về rồi thêm bạn tốt đi. Cậu bạn đáy giếng vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét rồi mới nói. Bánh bao xâm lấn rút đầu về, nhận được tin nhắn từ hệ thống, muội quang gửi yêu cầu kết bạn. Sau khi xác nhận, tiếp theo nhận được tin nhắn muội quang gửi tới, 8 giây sau từ cửa đi ra. Bánh bao xâm lấn mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi vì sao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đếm tới giây thứ 8, từ cửa chính nhà lá đi ra, thì chạm mặt muội quang từ trước cửa đi qua. Bên này muội quang dẫn đường phía trước, bánh bao xâm lấn theo sát phía sau hai người vóng tới vòng lui trong cái thôn cáp đức không lớn lúc đầu tựa hồ còn có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở bên cạnh nhưng dần dần tiếng động đều biến mất dường như trở về với một thôn trang yên lặng chỉ có tiếng bước chân quy củ của npc cắt đuôi rồi bánh bao xâm lấn giáo giác nhìn khắp nơi im nào sau khi nắm rõ tình huống ngụy quang lập tức nhắc nhở bánh bao xâm lấn ưu điểm lớn nhất bánh bao xâm lấn chính là luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người lập tức câm miệng không nói. Muội Quang hiện đứng đối mặt bánh bao xâm lấn, đường nhìn cũng rơi xuống trang bị móng vuốt ở trên tay bánh bao xâm lấn, đây là loại vũ khí thuộc loại móng vuốt của nhân vật hệ vật lộn. Vũ khí của ông không phải màu cam hả? Muội Quang đột nhiên không tin nổi hỏi, "Ừ, vì sao không phải? Tại không có, sao mà không có? Quá mắc, lão đại không mua nổi." Hai người một hỏi một đáp, nhưng ý hiểu trong lời nói lại không giống nhau. Muội Quang này, dĩ nhiên chính là tác giả của hướng dẫn ngu ngốc kia, triệu hồi sư cấp 32 muội quang. Đối với phán đoán của mình có sự tự tin cố chấp. Cậu đem đám người quân mạc tiếu định nghĩa thành một đội ngũ xa xỉ xài toàn vũ khí cam, lúc này thấy trên người bánh bao sâm không hề mang vũ khí cam, vẫn không chịu phủ nhận phán đoán của mình lệch lạc. Câu hỏi không hợp logic của cậu, bánh bao sâm lấn không hề phát hiện ra, còn đàng hoàng đáp trả. Lão đại, quân mạc tiếu sao, muội quang hỏi, đúng rồi, ông biết ổng hả, Bánh bao sâm lấn vui mừng. Không biết, muội quang nói, vẫn còn cố chấp chuyện phán đoán của mình vì sao không chính xác, sao ông lại không có vũ khí cam chứ? Bởi vì không có tiền, bánh bao sâm lấn vẫn như cố thành thật trả lời. Có tiếng bước chân đến gần, bánh bao sâm lấn bỗng nhiên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân. Chạy đường này nhất định có thể thuận lợi về đến chủ thành trước khi bọn kia đuổi đến. Muội quang hướng phía trước, chạy ra ngoài, tôi không trở về chủ thành, bánh bao sâm lấn nói vậy ông muốn đi đâu tôi chuẩn bị đi gặp lão đại bánh bao xâm lấn nói ông phải về chủ thành sao vậy vừa hay dẫn bọn họ đi tôi không sao nữa rồi muội quang phun máu người không sao cả vốn phải là cậu chứ đến giờ cậu còn không biết việc truy sát và bị đuổi giết này rút cuộc đã xảy ra chuyện gì giúp đỡ bánh bao xâm lấn một chút chỉ bởi vì người này là bánh bao xâm lấn là thành viên của đội ngũ có mặt trên bảng thành tích phó bản là đối tượng mà cậu nghiên cứu để suy ra trang bị của nhân vật nói đội ngũ được trang bị đồ cam ở mai cốt chi địa luận điệu này quả thật có chút không đáng tin cậy ngụy quang bản thân cũng không phải không biết cậu vững tin rằng phán đoán của mình không sai nhưng cùng lúc vẫn hy vọng có thể chứng thực so với những bài hướng dẫn ngu mốc kia kỷ lục phó bản mai cốt chi địa hao tốn nhiều thời gian của cậu hơn cả chỉ tiếc kết luận sau cùng vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục chính cậu cậu mong muốn mình có thể vững tin vào phán đoán của mình nhưng lúc này đây cậu không cách nào làm được thậm chí tự mình chứng thực từ bánh bao xâm lấn, biết đối phương không có vũ khí cam, muội quang còn vẫn chưa chịu từ bỏ quan điểm. Người cố chấp luôn là như vậy, điều bọn họ vững tin vốn không phải quan điểm của mình, mà là tin chắc quan điểm của mình luôn luôn đúng. Giọng điệu tỉnh bơ bảo cậu điệu hổ ly sơn của bánh bao xâm lấn làm muội quang phải phun máu nhưng phun xong rồi thì cậu sẽ không dối dám việc này nữa. Cậu quay lại nhìn bánh bao xâm lấn, đột nhiên mừng rỡ kêu lên, ai nha, bây giờ ông là cấp 31 nhỉ trang bị cấp 28 là màu cam đúng không? Không có, chưa từng dùng qua. Bánh bao sâm lấn nói, làm sao có thể chứ? Muội quang vẫn cố chấp, sao ông còn không mau về thành đi, bọn họ càng ngày càng gần. Điều mà bánh bao sâm lấn dối rắm lại là chuyện này. Bọn họ cũng không phải đuổi giết tôi, tôi gấp làm gì? Muội quang nói, hả, vậy ông chạy làm gì? Bánh bao sâm lấn kỳ quái. Muội quang không nói gì, ông không chạy vậy tôi chạy đây. Bánh bao xâm lấn vừa thấy không ai chịu điệu hổ ly sơn, mà ở đây cũng không thể trốn mãi, vội nhảy ra chuẩn bị tiếp tục trốn chạy. Này này bên kia không được đâu, muội quang vừa nhìn hướng bánh bao xâm lấn chạy ra, không tự chủ được mà la lên. chương 199, muội quang người dẫn dắt hướng chạy. muội quang và bánh bao xâm lấn đương nhiên không hề có quan hệ gì, chỉ là phát hiện bánh bao xâm lấn đang chạy đến một con đường rất dễ bị bại lộ, công năng sửa sai tự khởi động, không tự chủ được mà kêu lên. ưa ừ, vậy chạy hướng nào giờ? Bánh bao sâm lấn lập tức lui trở về, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp lưu loát vô cùng. Bên này, muội quang đành tiếp tục dẫn dắt hướng chạy, các ông muốn đến đâu tụ hợp? Muội quang hỏi, đơn giản muốn đưa bánh bao sâm lấn tiến Phật tiến đến Tây Thiên. Không biết, bánh bao sâm lấn đáp lại một câu xanh dần. Muội quang đang chạy bình thường thì giống như hơi lảo đảo, có vẻ bất cần ấn nhầm nút, hiển nhiên trong nháy mắt đó đến ngón tay của cậu cũng thấy ngạc nhiên. Không biết thì chạy đâu hả? Muội Quang hỏi: "Sao mà tôi biết được, ông dẫn đường mà." Bánh Bao Sâm lấn nói. Muội Quang hộc máu: "Ông nói địa điểm đi, tôi dẫn ông qua đó." "Đợi chút, tôi đi hỏi đã." Bánh Bao Sâm lấn vội vàng PM hỏi Quân Mặc Tiếu. "Em bây giờ đang ở đâu?" Diệp Tu hỏi. "Thôn Cáp Đức, hả? Vẫn ở đó hà Chưa thoát sao?" Diệp Tu hỏi. "Vẫn chưa, đối phương có bao nhiêu người?" Diệp Tu hỏi. "Em, hỏi thăm chút đã." Bánh Bao Sâm lấn trả lời hỏi thăm chút đã diệp tu mờ mịt này những tên kia có bao nhiêu người vậy bánh bao sâm lấn hỏi muội quang đang dẫn dắt đường chạy phía trước sao mà tôi biết được có phải đuổi theo tôi đâu khoảng mười mấy người muội quang trả lời có mười mấy người bánh bao sâm lấn hồi âm diệp tu em hỏi thăm kiểu gì vậy diệp tu đối với vấn đề này thực khó hiểu em gặp một cậu bạn ở đáy giếng người ta nói cho em biết hạ bánh bao sâm lấn trả lời cậu bạn đáy giếng diệp tu ngày càng mờ mịt nhưng nghĩ đến bánh bao xâm lấn thuộc dạng não kín ngơ ngơ nên không hỏi gì nhiều. đến rừng không chi ở bên này đi diệp tu trả lời. trong vinh quang không phải chỗ nào cũng là khu luyện cấp vẫn có nhiều nơi rất bình thường. giống như nhiều thôn trang nhỏ ngoài thành không thích những chỗ này được sử dụng làm cảnh quan cho nhiệm vụ. rừng không chi chính là một nơi như vậy. nằm ngoài thành không thích là một mảnh rừng nhỏ tiếp giáp với khe núi nhất tuyến. lúc không có người chơi nào đến làm nhiệm vụ thì còn yên tĩnh hơn những thôn trang kia. đi rừng không chi Bánh bao sâm lấn nhanh chóng đem kết luận nói cho muội quang. Bên này muội quang cũng lập tức vạch ra phương hướng, bánh bao sâm lấn vẫn như cũ không nói hai lời, trực tiếp theo ở phía sau. Muội quang trong mờ mịt lẫn chút cô đơn, bánh bao sâm lấn này không phải quá đơn giản ư. Hai người không quen biết nhau, lại không hỏi câu nào đã chạy theo mình. Muội quang đang dối dám vấn đề này, quan trọng hơn là cậu rất hy vọng mình được công nhận. Nếu chỉ vì thỏa mãn bản thân, chắc chắn sẽ không post những bài hướng dẫn kia hết cái này đến cái khác như thế. Ngụy Quang viết những bài hướng dẫn mình nghiên cứu được, nhưng lại bị coi là một tên hoang tưởng cuồng rừng mỡ, điều này khiến cậu rất khó chịu. Các bản hướng dẫn của cậu rõ ràng rất chính xác, những người đó lại bảo không thực tế, thế sao không bảo do trình của bản thân chưa đủ đi. Lúc này mang theo bánh bao xâm lấn thoải mái né tránh đuổi giết ở thôn Cáp Đức, nhưng bánh bao xâm lấn lại không hề hỏi vì sao làm được như thế, khiến muội quang cô đơn vô cùng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ông có biết vì sao lại chạy hướng này không? Vì sao? Bánh bao xâm lấn buột miệng hỏi. Bởi vì tọa độ của đối phương hiện tại cách chúng ta nằm giá trị trên trục tọa độ, giờ chúng ta tà tà theo hướng này, tất cả vị trí nằm ngoài nằm giá trị trục tọa độ về phía sau hoàn toàn bị các căn nhà phong tỏa góc nhìn. Nếu vẫn cứ chạy theo phương hướng lúc trước của ông, chưa đến 10 giây đã bị người ta gô cổ rồi. Muội quang vui vẻ giải thích, cũng chờ mong bánh bao xâm lấn tiếp tục đặt câu hỏi. Ví dụ như, làm thế nào biết được khoảng cách của ta với địch là năm giá trị trục tọa độ? Ồ, bánh bao sâm lấn nói, ngón tay của muội quang lại kinh ngạc, giờ là tay phải, có dùng ấn nhầm mấy phím, triệu hồi sư tự nhiên vung vẩy gậy phép. Dù chỉ là một nhân vật chủ yếu công kích bằng pháp thuật, công kích vật lý nhỏ bé đến không đến kể, nhưng vẫn có những phương thức công kích thường cơ bản, chẳng qua nhóm của cậu ít dùng cách công kích này mà thôi. Ông vừa bảo đám phía sau không hề biết phương hướng chạy của chúng ta phải không? Bánh bao sâm lấn bỗng nhiên nói, đúng vậy, đúng vậy, kế tiếp tôi đưa ông đi theo lộ tuyến khiến chúng ta luôn nằm trong góc chết của địch, đây cũng là nguyên nhân mà tôi có thể thuận lợi đưa ông bỏ rơi họ nãy giờ đấy. Muội quang đáp, nhưng hình như phía trước có người đang đến đây, bánh bao sâm lấn bỗng nhiên nói, phía trước, muội quang nhìn lại, có gặp ai đâu, tôi nghe được tiếng bước chân, thính lực của tôi là 1,5. Bánh bao sâm lấn nói, thính lực 1,5, muội quang trao đảo, nhưng lúc này quả nhiên như bánh bao sâm lấn nói, đằng sau vách đá phía trước, bất chợt một người chơi tiến ra. Có lẽ chỉ là đi ngang qua, nếu như là đồng bọn của những người kia, chắc chắn sẽ thông báo vị trí của chúng ta. Dựa theo lộ tuyến của những kẻ truy kích đã chọn, chúng ta hiện tại nên Giết hắn bánh bao sâm lấn ngắt lời muội quang trực tiếp vọt lên. Người từ vách đá tiến ra quả nhiên không phải chỉ đi ngang qua, vừa thấy bánh bao sâm lấn lập tức tay cầm kiếm quang vọt lên, rõ ràng là một gã kiếm khách. Muội Quang chỉ đành tham chiến cùng, vừa đi miệng vừa nhắc, lưu manh và kiếm khách đều có giới hạn khoảng cách công kích của kỹ năng thuộc tầm trung, lúc lại gần cần tốn chút thời gian. Lợi dụng hai người này kiềm chế lẫn nhau, vòng ra sườn kiếm khách mới triệu hồi. Lưu manh có ném cắt và tập kích gạch là hai kỹ năng có phạm vi tầm trung, theo thời gian đóng băng mà đan sen sử dụng có thể giữ chân 10 giây. Lấy tốc độ di động của mình chỉ có thể theo hướng 10 giờ mới có thể di chuyển thành công. Tuy rằng khoảng cách của kiếm khách có hơi gần, nhưng chỗ đó có một bức tường vỡ nát vừa vặn có thể ngăn cản rút đao chảm của kiếm khách cho nên không tính vào phạm vi công kích của hắn sau đó nhảy qua tường nát là có thể tới phía sau kiếm khách trước triệu hồi tinh linh sấm sét hiệu quả gây đông cứng có thể phối hợp với lưu manh hả ông đang nói gì vậy bánh bao xâm lấn nghe được tiếng muội quang lầm rầm nhưng tốc độ nói quá nhanh trả động lại được chữ nào vì thế vừa hỏi vừa xông thẳng đến trước mặt người ta vút một cục gạch bay qua địch lãng phí cả một cục gạch Muội quang thấy cảnh này xong, lập tức ngừng ngay kế hoạch của mình mở miệng kêu to. Không thì phải làm sao, bánh bao xâm lấn đáp lại, thừa lúc đối phương né tránh cục gạch đã tiếp cận người ta. Kiếm khách này cũng không phải hạng soàng, tránh gạch vung kiếm lên rút đao chảm. Bánh bao xâm lấn ngay tại chỗ lăn một vòng khỏi đường kiếm nọ, vừa hay đến trước người kiếm khách, nâng tay một cú câu quyền. Kiếm khách nhảy lộn ngược tránh khỏi, giờ kiếm đâm thẳng, là đâm liên chấp. Kỹ năng kiếm khách cấp 5 này hiển nhiên vẫn được người anh em này tiêu điểm kỹ năng vào, kỹ năng đã được cấp 10 khi lên 33, không phải hai kiếm liên kích như cấp 1, mà là bốn kiếm. Nháy mắt bốn mũi kiếm đâm thẳng đến trước mặt bánh bao xâm lấn, đối diện bốn mũi kiếm bánh bao liên tục nhảy giật lùi về phía sau, mũi kiếm như hình với bóng chớp lóe trước mặt cậu, nhưng chỉ xít sao không mảy may chạm vào người. Ngay khoảng cách đó bánh bao xâm lấn nhấc tay vung lên một chiêu ném cát. Ném cát là công kích pháp thuật, đỡ đòn của kiếm khách không hề có hiệu quả, Cơ mà tay lão làng kinh nghiệm phong phú, chịu thiệt của ném cắt một chút nhưng vẫn tai qua nạn khỏi, mấu chốt là đừng để bị mù. Kiếm khách không tránh ném cắt, chỉ chuyển góc nhìn sang phía khác. Đồng thời gia tăng công kích, đầu nghiêng một bên nhưng tam đoạn chảm vẫn hướng về bánh bao xâm lấn. Chỉ bằng trình độ thao tác ấy, có thể thấy được thực lực kiếm khách này không hề tầm thường. Muội quang suy đoán song phương trong vòng 10 giây tới sẽ không kể cận chiến đấu với nhau, Kết quả bánh bao sâm lấn dùng một cục gạch và một cú lăn trước đã trực tiếp đến thẳng trước người đối thủ. Muội Quang vẫn còn tiếp tục cần cù với kế hoạch đã vạch sẵn của mình, nhưng không ngờ khi đang vụng trộm đi vòng, bởi vì bánh bao sâm lấn ném cắt mà kiếm khách đột nhiên quay đầu về phía cậu, nhìn thấy hết chỗ cậu đứng. Ngụy Quang còn đang bối rối, thế nhưng chiêu kiếm của kiếm khách vẫn chỉ hướng về bánh bao sâm lấn như cũ. Bánh bao sâm lấn bị ổi lợi dụng khoảnh khắc kiếm khách vì quay góc nhìn trốn tránh ném cắt gây mù mà vòng ra cánh sườn của người ta, lúc này tam đoạn chảm của kiếm khách xẹt qua, chiêu thức còn chưa ra hết, bánh bao xâm lấn đã nhấc vuốt tóm lên, trong nháy mắt kiếm khách nọ di chuyển siêu tốc vì tam đoạn chảm, cậu ta tóm vào cổ kiếm khách khóa ít hầu, trực tiếp đẩy người lên tường. Tập kích gối, bàn tay, độc châm, bánh bao xâm lấn cũng không để ý tới kiếm khách dễ dụa, phòng ngự của đối thủ bị dính khóa ít hầu giảm xuống, nhân cơ hội mà nhanh chóng vùi dập người ta bằng các kỹ năng chiêu thức khác. Hai bên dùng máu cực mạng, nhưng hiển nhiên bánh bao xâm lấn chiếm được nhiều lợi hơn. Khoá ít hầu kết thúc, kiếm khách hất kiếm dùng xiên lên, bánh bao sâm lấn lại bay tới bên cạnh hắn ta, cục gạch đóng băng xong, chuẩn xác đập vào sau đầu kiếm khách. Kiếm khách choáng váng, bánh bao sâm lấn nhàn nhã bồi độc lên vũ khí, đợi chờ kỹ năng phục hồi, tiếp đấy chính là một loạt các kỹ năng tấn công liên tục. Lúc này sau lưng kiếm khách là bức tường nát, không thể nhảy giật lùi né tránh, tránh sang hai bên tác dụng cũng không lớn, vọt lên trước mặt bánh bao sâm lấn chắc chắn sẽ hy sinh máu để ngăn tên này lại. Không bao lâu bánh bao xâm lấn vào lúc còn nửa thanh máu, hung bạo đập dẹp kiếm khách dính tường. Kiếm khách hao hết sinh mệnh, mềm nhũn ngã xuống, bánh bao xâm lấn xoay góc nhìn lại vừa thấy, muội quang đằng sau loi cho nhoi lên nhoi xuống nhưng liên tục đập mặt vào tường. Anh bạn cậu làm gì vậy? Cậu muốn sao biết biết sao với bức tường à? Bánh bao sâm lấn hỏi, muội quang buồn bực không thôi, cậu chỉ muốn nhảy qua bức tường thôi mà, nhưng hình như bức tường này hơi cao quá, lấy sức của cậu, nắm bắt chính xác độ cao và thời điểm mới qua tường được, kết quả thử đi thử lại hoài, kiếm khách kia đã bị bánh bao xâm lấn nện cho toi đời mà cậu vẫn chưa nhảy qua tường. Chạy mau, bọn họ đến đây, tốn thời gian nện chết kiếm khách, truy binh rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhắc thấy bánh bao xâm lấn đã hộp tốc chém giết tới chỗ này. ngụy quang cũng không dám lại cùng với bạn tường bíp bíp, nhanh chóng đi ra. Chạy hướng nào đây, bánh bao xâm lấn hỏi, à thì, bên này đi, nhìn nhìn hướng truy binh xong, muội quang vẫn dẫn đường chạy phía trước. Chẳng qua lúc này đây, trong lòng cũng không còn đắc ý như trước. Sở thích của ông kỳ quái thật đấy, chòm sao của ông là gì vậy? Kết quả lúc này đây, cũng là bánh bao xâm lấn chủ động đặt câu hỏi. chương 200, PK 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 PK. Dừng không chi, Diệp Tu báo nơi gặp mặt cho mọi người, lúc này hắn cũng đang dẫn quân Mạc Tiếu tiến về phía bên ấy, nhưng truy binh phía sau quân Mạc Tiếu vẫn chưa cắt được hết hoàn toàn, Tuy có thể sử dụng kỹ xảo di động chuyển đổi giữ một khoảng cách với truy binh, phương cách này không thể thoát khỏi hoàn toàn. Muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của truy binh, ấy tất cần di động phạm vi lớn, như vậy phải chạy tới khu vực luyện cấp, nơi đấy toàn là người chơi công hội lớn, căn bản chạy không khỏi ánh mắt bọn họ. Nếu biện pháp này có hiệu quả, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm cũng không cần khổ cực như vậy. Kỹ xảo này bọn họ đương nhiên cũng biết, trên thực tế, đây là kỹ xảo làm thế nào để tận dụng hết trọn lợi thế của sức bền là kiến thức cơ bản các tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải nắm rõ. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm không dùng, đúng là bởi vì biết nó vô dụng. Trước mắt phải thoát khỏi đám người đông thế mạnh kia, cộng thêm tình huống bất kỳ ai đó ở đâu lại là cơ sở ngầm của đối phương, chỉ có thể lợi dụng góc chết tầm nhìn của truy binh thực hiện biện pháp. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm làm theo cách đó, bánh bao sâm lấn dưới sự trợ giúp của muội quang cũng làm như thế. Diệp Tu cũng suy nghĩ như vậy, chỉ là chạy suốt con đường, còn phải chịu công kích của lời rác rưởi. PK, 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 pk Sắp tới không giờ rồi Lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên thế mà lock in Lại bắt đầu quấy giày Diệp Tu vòi hắn tới đấu trường tranh đua cao thấp Đang vội Diệp Tu quyết đoán trả lời Tối nay anh không thể đánh phó bản trễ chút hả Hoàng Thiếu Thiên nói Chú biết anh phải đánh phó bản sao không lên sớm chút Sớm chút thì anh ở đâu anh ở đâu anh ở đâu Hoàng Thiếu Thiên trả lời à hôm nay không lên Mai đi Diệp Tu suy nghĩ hôm nay mình xem hướng dẫn ngu ngốc của muội quang, cả buổi tối quả thực không âu nồ, 11 giờ rưỡi mới lock in. Anh nói rồi đó, ừ, giữ lời đó, ừ, được rồi Hoàng Thiếu Thiên nói xong liền im lặng, nhóm đại thần đều có tốc độ tay kinh người, Diệp Tu vừa tán gẫu vừa dẫn quân Mạc Tiếu tiếp tục chạy như bay, tốc độ không hề đình lại. Nhưng im lặng không được nhiều phút, đột nhiên lại có tin nhắn. Nhớ tới tình hình của bọn Tô Mộc Tranh, Diệp Tu không thể xem như không thấy tin nhắn, kết quả mở ra thì thấy, lại là lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên PKPKPKPKPK pk 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 pk. Không đợi Diệp Tu trả lời Tin nhắn mới đã nối tiếp mai rồi Cuối câu còn chêm thêm biểu tình hả hê kiêu ngạo Diệp Tu nhìn thời gian tin nhắn một cái Không giờ một phút tám giây Câm lặng Nhanh 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 Đã hẹn ngày mai Rồi là giờ đấy Tin nhắn của Hoàng Thiếu Thiên tới tấp không ngừng Chú tới rừng không chi Diệp Tu trả lời Tới đó làm gì Hoàng Thiếu Thiên hỏi Xong dài Đến thì biết Dừng không chi im ắng một mảnh, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên tới đây, dạo quanh một vòng, chỉ thấy hai người chơi hoàn thành nhiệm vụ xong rồi hân hoan rời đi, căn bản không thấy bóng dáng quân mạc tiếu đâu. Tôi đến rồi, anh ở đâu? Hoàng Thiếu Thiên gửi tin, đang trên đường, chạy tới đây làm gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, PK, địch tôi nói là dùng ớt chính kìa. Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, không đấu ở đấu trường, mà là PK nơi hoang dã chân chính. Diệp Tu trả lời anh cao hơn tôi bốn cấp đấy anh có biết thẹn không? Hoàng Thiếu Thiên trả lời, anh sợ chú thẹn thôi. Diệp Tu nói, tôi mắc gì mà thẹn, cậu không biết thẹn, tôi sao phải thẹn, cậu không biết thẹn là được. Ê ê anh rốt cuộc đang nói cái gì đó. Tin nhắn vừa gửi xong, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên lại từ trong rừng chạy sang bên cạnh, chợt thấy quân mạc tiếu đằng trước đang nhanh chậm nhanh chậm dùng kỹ xảo tận dụng sức bền mà tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ hay dùng, chạy về phía mình bên này. Hoàng Thiếu Thiên để Lưu Mộc đón, đang định nói gì đó, lại chợt thấy phía sau quân mặc tiếu không xa bụi đất nổi lên cuồn cuộn. Nói thật, Hoàng Thiếu Thiên đã lâu lắm không thấy lại cảnh này. Trong trận đấu chuyên nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là đấu đoàn đội 5 vs 5, làm sao nổi lên đống bụi to như thế được. Đoàn đội thanh thế lớn thế này, phải là trong game mới thấy được. Anh đang làm trò gì đó? Quân mặc tiếu tới trước mặt, Hoàng Thiếu Thiên vội hỏi. Chú không phải muốn cây sao, nhào vô đi anh hùng. Diệp Tu nói, dẫn hả, thân phận của tôi là gì hả đi ăn hiếp người chơi bình thường hoàng thiếu thiên kêu lên cậu không phải nói chẳng có gì để thẹn sao diệp tu hỏi địch ý tôi không phải thế hoàng thiếu thiên buồn bực hắn dùng ngày mai chụp người vào chồng một lần kết quả người ta lại dùng thẹn chụp hắn vào chồng lại a à, thật đúng là không ít người anh rốt cuộc đã làm gì vậy hoàng thiếu thiên dòm truy binh càng lúc càng gần ít ra cũng phải tới hai ba chục người đuổi theo một người mà phô trương lớn như vậy coi như cũng hiếm thấy. Đánh kỷ lục phó bản, Diệp Tu nói, Hoàng Thiếu Thiên hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cũng hiểu được nguyên cớ, cười to, này thì cho anh phô trương, này thì cho anh thể hiện, thân phận anh là gì chứ, tranh kỷ lục phó bản với người khu mới, anh thật không biết thẹn. Có cái gì mà thẹn, giờ anh cũng là một người chơi, tranh kỷ lục là chuyện đương nhiên. Diệp Tu thản nhiên đáp, nhưng chú đó nhiều năm rồi chưa gặp qua trận thế lớn như vậy có sợ không đây? Xí, sao tôi có thể động thủ với người chơi bình thường, tôi phải giữ khoảng cách với anh. Hoàng Thiếu Thiên nói xong, thật sự dẫn lưu mộc của mình cách xa quân Mạc Tiếu một khúc, mà đám nhân vật người chơi cuốn theo bụi cát cuối cùng cũng xông vào phiến rừng. Có người không ít người lập tức chú ý tới lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên. Nhánh đội ngũ đuổi giết quân Mạc Tiếu này, cũng có nhân vật cấp bậc hội trưởng. Cô ẩm, hội trưởng cô ẩm hội trưởng khu 10 thuộc công hội Luân Hồi. Lần trước mượn sức quân Mạc Tiếu thất bại, đặc biệt còn bị đối phương xài CTIL cộng C và CTIL cộng V đáp về, khiến gã về công về tư đều cực kỳ cảm thấy khó chịu với quân Mạc Tiếu. Lần này công hội liên hợp, gã là một kẻ tham gia khá tích cực. Nhất là khi nghe tin người chơi đội quân Mạc Tiếu login in khắp nơi, gã không chọn nguyên tắc chọn người ở gần, mà dẫn theo bộ hạ đặc biệt đuổi giết quân Mạc Tiếu đến đây. Không thể không nói nhân tố thủ riêng giữa hai bên chiếm rất lớn. Các người chơi kinh hoàng vì sự xuất hiện của Lưu Mộc nhìn toàn diện thì người chơi luân hồi có vẻ chấn định. Bọn họ có hội trưởng, có người tạo chủ kiến ở đây, đợi hội trưởng quyết định là được. Lưu Mộc, cô ẩm nhìn ai đi nhân vật này, cân nhắc một lúc, bỗng nhiên cảm thấy hơi quen quen. Là tên cùng đánh mai cốt chi địa với quân mạc tiếu. Đột nhiên có người hô lên, ồ, mọi người giật mình, có người còn mở bảng thành thích phó bản tra lại. Là người bên quân mạc tiếu, không cần khách khí, cố ẩm quyết đoán hạ lệnh, người chơi khác nghe hay không gã chẳng quan tâm, Người của công hội luân hồi vừa thấy hội trưởng lên tiếng liền không chút do so dự sông tới. Vừa có người dẫn đầu, những người khác cũng đồng thời xông pha. Có đến 30 người, thế mà tranh nhau nhào đầu về phía lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên. Địch, gì vậy? Hoàng Thiếu Thiên kinh hãi, mình tại sao lại hấp dẫn thù hận của cả đám rồi? Vừa hốt hoảng hô một tiếng, vội vàng dẫn lưu mộc chui vào sâu bên trong rừng không chi. Hai người không được bỏ ai hết, cô ẩm hô, bộ hạ nghe chỉ thị không cần phải bàn, người chơi thuộc các công hội khác cũng có bộ phận hưởng ứng. Một đống người loạn xạ ngầu chia thành hai phe, một bên đuổi theo lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên, một bên đuổi theo quân Mạc Tiếu. Phản ứng của Diệp Tu cũng không khác gì Hoàng Thiếu Thiên, cũng lập tức dẫn quân Mạc Tiếu xoay người vào rừng cây, lưu mộc bỏ chạy bên cạnh cách hắn không xa, lúc này cũng đã thông não hiểu chuyện gì đang xảy ra, cực kỳ ức chế, mồm miệng lép bép bắt đầu chấp hiện, lại nhải thầm oán không dứt. Diệp Tu lại như thể không nghe được gì hoàn toàn không đoái hoài tới hai người cũng không còn gì để trao đổi, chạy tới nơi nào đó rồi đột một chia trái chia phải. Lúc đầu hai người tách nhau không xa, người chơi rượt theo đã suýt soát hợp lại thành một cục, lúc này lại thấy hai người tản ra. Cô ẩm không chút trần trừ dẫn theo bộ hạ chạy theo phía quân mặc tiếu. Lần này coi như là giúp người chơi khác nêu gợi ý, bên này có người đuổi theo rồi, vậy mình qua bên kia đi, thành thử người chơi còn lại đều phóng về phía lưu mộc mà chạy. Đang lúc chạy sung sức, chợt có người lên tiếng, đợi chút, không ai dừng lại, mọi người tiếp tục đuổi. Người này cũng chỉ có thể vừa chạy vừa nói, tao vừa tra lưu mộc xong, hắn mới cấp 27 thôi, cấp 27 chúng ta đuổi theo làm gì. Mọi người vừa nghe lập tức có người dừng nhân vật lại, bởi vì cớ này cực kỳ có lý. Cấp 27, đó vẫn là cấp đánh mai cốt chi địa, bây giờ vùng đất lưu lạc đã bị chinh phục mất rồi, còn ai nhớ thương tới phó bản ban đầu nữa. Game chính là thế, càng phát triển về sau, tầm quan trọng của kỷ lục bản phó bản giai đoạn đầu lại càng bớt đi. Ví dụ như kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương, khi tất cả mọi người lên cấp 20, kỷ lục lên bảng, ai ai cũng thấy đội này thật lợi hại, công hội này rất có thực lực. Nhưng ấn tượng thật lợi hại đó cũng không duy trì mãi mãi, mà phải tiếp tục lưu danh không ngừng trên trận chiến tranh đoạt kỷ lục, lưu danh trên bảng kỷ lục phó bản cao cấp nhất lúc bấy giờ. Bởi chỉ phó bản cấp cao nhất mới thu hút được sự chú ý của phần đông người chơi. Cho dù là người chơi mới bắt đầu chơi game, người chơi chỉ mới cấp 20 cuộc đua kịch liệt trong mắt bọn họ cũng không phải là đặt ở rừng rậm băng xương mình đang đánh mà chính là khe núi nhất tuyến cấp cao nhất cấp độ ấy nếu nhiều lần lên tv tranh đoạt kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến dù không phải là người nắm giữ kỷ lục đến cuối cùng song vẫn có giá trị hơn kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương mà người nắm giữ kỷ lục cuối cùng lại chính là biểu tượng cao nhất mọi người chơi lão làng đều hiểu đạo lý này lần hành động do trần giả huy đề xướng này cũng là căn cứ theo nguyên lý ấy Bọn họ không cần giết bọn quân Mạc Tiếu Thành thứ gì, chỉ cần hạn chế tốc độ phát triển của họ một chút, kéo lại tốc độ thăng cấp của họ một chút. Dưới tình huống khoảng cách ấy, kỷ lục phó bản sau này tự nhiên sẽ do các công hội lớn bọn họ cạnh tranh nhau. Chờ tới khi cấp bậc quân Mạc Tiếu tăng lên, đi thay kỷ lục phó bản của công hội lớn, thì chú ý của các người chơi ở khu 10 đã sớm chuyển sang phó bản cấp bậc tiếp theo. Chỉ cần hình thành sự tranh lệch cấp bậc, thực lực quân Mạc Tiếu dù có mạnh mẽ đi nữa, cũng sẽ vì kỷ lục phó bản mà bớt gây ảnh hưởng đến các công hội rất nhiều rất nhiều. chương 201, kết cục của đồ rác rưởi Nhiều người chơi lâu năm nắm rõ lợi hại trong chuyện này đều sâu sắc hiểu được, nếu như quân Mạc Tiếu lúc này là cấp 27 cũng không cần phải tốn thời gian, huống chi chỉ là một tên đàn em. Cấp 27, kiếm khách, không ít người tìm kiếm tên Lưu Mộc xong, khi thế hung hãn lập tức bốc hơi, tất cả đồng lòng quay đầu trở lại, người chơi nào phản ứng chậm còn được đồng bọn tốt bụng nhắc nhở, không cần để ý đồ rác rưởi này nhanh đuổi quân mạc tiếu đừng để hắn thoát đồ rác rưởi hoàng thiếu thiên thình lình nghe được mấy chữ đó thoạt nhìn đúng là chỉ mình mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp với mấy lời rác rưởi đều có sức đề kháng cơ bản đối với thứ này thật ra ít ai thực sự bị khiêu khích hoàng thiếu thiên cũng vậy nhưng mỗi người sẽ có một cách phản ứng khác nhau có người bình tĩnh cho qua có người sẽ kịch liệt đáp trả với tư cách là dũng sĩ mạnh nhất trên mặt trận lời rác rưởi của liên minh người đàn ông có thể khiến liên minh vì mình mà sửa đổi quy tắc, Hoàng Thiếu Thiên không thể nghi ngờ chính là loại thứ hai. Đù má, trong rừng cây hình như truyền lại tiếng ai vừa chửi, thằng vừa nào nói đồ rác rưởi đứng lại cho tao, để tao dạy mày đồ rác rưởi là viết như thế nào. Lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên vậy mà quay đầu lại đuổi theo. Thằng nào thằng nào thằng nào, chạy cái gì, một lũ cấp 33 sợ một kiếm khách 27 nhỏ nhoi. Nếu tao là đồ rác rưởi, tụi mày không phải là rác rưởi cũng không bằng rác rưởi cũng không bằng thì là thứ gì đây, là rác không thể tái chế, hoàn toàn không có giá trị, là phế vật. Chính xác, đúng là tụi đang chạy chúng mày đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tên rác rưởi chạy thật ngay hàng thẳng lối ha. Xếp hàng bán cho ve chai sao? Nhưng tụi mày quên tụi mày bán ve chai cũng không ai thu hả? Nếu biết nhục thì đào mộ tự chôn đi đừng làm ô nhiễm môi trường nữa, mỗi giây tụi mày còn sống trên đời. Mày câm miệng, rốt cuộc có một người chơi chạy ra khỏi đội hình, là một kiếm khách giống Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng thật ra lúc này người muốn nhảy ra không chỉ có gã, gã chỉ nhanh chân hơn mấy kẻ khác, gã vừa lao ra vừa giết khiến Hoàng Thiếu Thiên khượng lại một chút. Một giây im lặng hiếm hoi giúp đám đông đang tăng sông tạm bình tĩnh lại. Hừ, hồi nãy là mày sao? Rất tốt, cũng là một kiếm khách, cơ mà kiếm khách của mày và kiếm khách của người ta hình như không giống nhau lắm, nhìn bộ dạng gấp gáp xông lên chịu chết này này, chẳng lẽ mày chính là kẻ mà truyền thuyết vẫn gọi là. Chỗ này chơi chữ dùng đồng âm nên nói chuyện có chút không hay, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng chỉnh định dạng phong, sau lời này trên đầu lập tức hiện lên một cái bóng thoại cực bự, hai chữ dùng sai 25 mắc phong sai của Vinh Quang, còn in đậm thật là đậm, tiện khách. Tiện khách, tiện khách, tiện khách, tiện khách, hai tay Hoàng Thiếu Thiên bao nhanh, chỉ một chốc sau, một đống bong bóng thoải tiện khách với cỡ chữ bự nhất bay đầy trời. Kiếm khách cấp 33 giận điên người, không nói hai lời lập tức rút kiếm ra chém tới. Lời rác rưởi chính là như vậy, cơ bản đều là chọc ngoáy, móc xỉa, thậm chí công kích cá nhân. Với cao thủ lời rác rưởi Hoàng Thiếu Thiên, mấy cái này chẳng cần chuẩn bị, không cần cảm xúc, thậm chí với hòn đá ven đường hắn cũng có thể mở miệng mắng không ngừng. Cũng không phải do mang thù hằn gì nhau, đây chỉ là một loại thói quen lúc đánh nhau của hắn. Trong trận đấu chính thức, hắn chỉ có thể thể hiện bằng việc đánh chữ nhưng bây giờ trong game dùng giọng thật nên mức độ công phá càng thêm mạnh hơn nữa người chơi tầm thường làm sao chịu thấu sức công phá cấp độ cao của loại lời rác rưởi này không nói chất lượng ra sao quan trọng ở chỗ đã bật ra là liên thanh không dứt dùng thuật ngữ game để nói lời rác rưởi của hoàng thiếu thiên không phải đại chiêu sát thương tức thời không cao nhưng là liên chiêu nước sông cuồn cuộn chảy liên miên không nghỉ khiến người ta sinh ra một loại xúc động muốn giết hắn để cho hắn câm ngay lập tức. Phần lời rác rưởi sau công kích chủ yếu nhằm vào tên kiếm khách này, mấy người chơi khác không bị điểm danh tâm trạng tốt hơn hẳn, không còn kích động nữa. Nhìn kiếm khách phóng vọt về sau, cả đám rất nhanh đã tỉnh táo lại. Người anh em tẩm quất nó đi, tụi tui tiếp tục đuổi quân mạc tiếu. Có người giống một tiếng sau đó chạy trước, những người khác lập tức theo sau, không ai coi trọng tiểu kiếm khách cấp 27 này. Kiếm khách một câu cũng không đáp, lúc này trong mắt chỉ có tiểu kiếm khách lưu mộc. Kiếm quang vụt qua, gã này vậy mà đề trận bằng một chiêu vỡ núi kích của cuồng kiếm sĩ, chiêu đó dùng để thể hiện tâm trạng bùng cháy muốn băm lưu một thành trăm mảnh của gã. Hoàng thiếu thiên làm nhảm nhìn như kích động, nhưng thật ra hắn cực kỳ bình tĩnh, phán đoán chính xác vô cùng. Chiêu vỡ núi kích này hắn không cho lưu mộc tránh né, đối thủ quá nóng này, kỹ năng nhấn quá sớm, căn bản không chém tới người lưu mộc. Kiếm khách dù sao cũng là một cao thủ bậc tinh anh, vỡ núi kích chém tới một nửa cũng phát hiện là đã hỏng chiêu này vẫn còn kém không đến được lưu mộc mà tên lưu mộc kia hình như biết rõ việc này cứ đứng yên đó không nhúc nhích vỡ núi kích chém xuống sóng sung kích hất cỏ dại mọc ven đường rơi đầy lên giày lưu mộc cũng không khiến hắn nhích một ly một tí nào hắn rõ ràng hơn ai hết chiêu này sẽ không gây ra chút sát thương cho mình rút đao trảm hoàng thiếu thiên quát to một tiếng rút đao trảm nếu không phải game đầu kiếm khách kia nhất định đã bị chiêu này bổ đôi như bổ dưa hấu nhưng vì là game một chiêu rút đao chảm chỉ làm kiếm khách đang lúc thu chiêu vỡ núi kích bị chém lùi về sau. Xiên lên, Hoàng Thiếu Thiên làm như mình là thánh đấu sĩ, vừa thao tác vừa kêu tên kỹ năng ra, một kiếm đâm tới, trọt kiếm khách bay lên trời. Tam đoạn chảm, kỹ năng thường được kiếm khách dùng để di chuyển tức thời, lúc này được Hoàng Thiếu Thiên dùng để công kích. Lưu Mộc lướt tới một bước, kiếm thứ nhất chém vào kiếm khách ở giữa không trung, kiếm thứ hai, Lưu Mộc đột nhiên chuyển hướng, trượt nghiêng sang bên, vẫn chém ngay kiếm khách ở giữa không trung, bước thứ ba và kiếm thứ ba cũng hệt như vậy. Một chiêu tam đoạn chảm vốn phải đi thẳng, dưới thao tác của Hoàng Thiếu Thiên bị chuyển hướng hai lần. Việc này có lẽ nhiều người cũng làm được, nhưng ba bước ba kiếm, lại chính xác chúng mục tiêu đang lơ lửng, này không còn là thao tác của người bình thường nữa rồi. Xiên lên, sau tam đoạn chảm, xiên lên đã xi đi xong, Hoàng Thiếu Thiên lại vung kiếm. Xem kiếm, xem kiếm, đâm liên chấp, ngân quang lạc nhẫn, xiên lên, rút đao chảm, tam đoạn chảm mấy kỹ năng Hoàng Thiếu Thiên kêu xem kiếm là mấy chiêu bình thường. Từ trên trời bị đập rơi xuống đất, từ dưới đất lại bị xỉa lên cao. Kiếm khách tinh anh không phải không muốn chống cự, nhưng dưới công kích liên hoàn của Hoàng Thiếu Thiên, gã lại không suy nghĩ được gì, không tìm được cách phản công. Khi gã nghĩ được cách phản công, skill của người ta đã qua rồi. Cho nên chỉ biết cách cào bàn phím lung tung hòng ăn may được cái skill nào đó để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Kết quả cào không được skill có ích, mấy đòn gã tung ra như thể đã được người kia dự đoán tất, lần lượt bị cắt ngang, phá giải. Hoàng thiếu thiên gào giống tên skill bên đây rốt cuộc thu hút sự chú ý của những người chơi đang đuổi giết quân mạc tiếu. Có người vô tình quay đầu lại, rồi lại không thể rời mắt được. Quá rực rỡ, dù không nên có suy nghĩ này, nhưng đây chính là sự thật. Đồng bọn bị người ta trà đạp, chỉ có từ này mới đủ để hình dung. Trong tay lưu mộc chỉ là một kiếm quang vũ khí xanh bình thường, nhưng ánh sáng lấp lánh nó phát ra lại không hề giống mấy thanh kiếm khác mỗi kiếm đâm tới chưa trở về đã có kiếm khác nối tiếp kiếm quang nối nhau thành chuỗi theo đó là hoa máu không ngừng phún ra từ người kiếm khách tinh anh tạo thành cảnh tượng rực rỡ mà tàn khốc người chơi dừng lại càng lúc càng nhiều người chơi ngoái đầu nhìn cũng càng lúc càng nhiều người chơi ngây người cũng càng lúc càng nhiều họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàn toàn quên chuyện phải xông lên giúp đỡ công kích liên tiếp như vậy chỉ mới nhìn thấy trong video thôi Thực chiến, đừng nói là thực chiến, dù một tên bị rớt mạng đứng như khúc củi, cũng không ai tin mình có thể công kích được trôi chảy như vậy. Người này thật mạnh, rốt cuộc không biết ai nhịn không được nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người mới kịp phản ứng, đồng bọn của họ sắp chết dưới kiếm của người kia rồi. Mọi người cùng sông lên, có người hô một tiếng, tất cả cùng hành động, mặc dù không phải rất đoàn kết, nhưng nhìn người cứ vậy mà chết trước mắt mình, nếu không chi viện, thật sự có chút khó coi. Mục sư đâu, thêm máu trước đã. Có người cuống quyết kêu, kết quả quét mắt nhìn một lượt 14 người, không có mục sư. Tạch 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 tạch, tiếng súng nối nhau vang lên. Một người chơi bậc thầy pháo súng thực hiện súng nòng xoay, đạn bắn thẳng thành một đường. Kiếm quang chớp lóe, tam đoạn chảm của lưu mộc chém ra. Bậc thầy pháo súng chỉ nghĩ tên nào muốn di chuyển tránh né, vội kéo nòng súng bắn sang phương hướng tam đoạn chảm sắp sửa chém đến. Ai biết một kiếm tam đoạn chảm này tới giữa đường lại chuyển hướng, kiếm sau lại ngoặt trở lại, cuối cùng lại về đường cũ kỹ năng súng nòng xoay của bậc thầy pháo súng bị lừa bắn hết đạn vào không khí. Tam giác tam đoạn, trong đám người chơi có người nhìn thấy cách tam đoạn chảm chuyển hướng, kêu lên. Tam giác tam đoạn chảm, thao tác này yêu cầu kỹ thuật không hẳn cao, nhưng cùng một thao tác này, tùy người thực hiện mà hiệu quả sẽ khác nhau. Kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên làm tất nhiên không chê vào đâu được, kiếm thuật hoa lệ, thêm một cái tam giác tam đoạn chảm hoàn hảo, còn mồm mép bật auto không dừng được này. Mọi người đã sâu sắc hiểu được sự thật, kiếm khách trước mặt này chính là một đại cao thủ, dù cấp 27 cũng không ai có thể khinh thường nữa, còn phong cách thậm chí cực kỳ giống một đại thần nào đó. Ngay lúc này, tên kiếm khách dưới kiếm lưu mộc rốt cuộc hết nổi, đồng bọn không cách nào cứu được. Thân thể kiếm khách bị lưu mộc chém một nhát bay ra, đã trở thành một xác chết. Kết cục của đồ rác rưởi, Hoàng Thiếu Thiên kết thúc chuỗi tên chiêu thức của mình bằng một câu như vậy. chương 202, cảm giác tự mình trải nghiệm. Mạnh đấy, có điều mới 27 thôi, Chúng ta không cần lãng phí thời gian với nó. Không biết là vì trốn tránh hay giữ lý trí thật, một tên trong đám bảo. Quan điểm này không sai, Lưu Mộc có mạnh đến đâu cũng không vào được khe núi nhất tuyến cấp 30. Giống việc quân Mạc Tiếu bị chết mất nhiều kinh nghiệm không si nhê gì đến chuyện hắn là kẻ mạnh vậy. Chẳng qua hắn ta cần tốn thời gian đi đáp lại mớ kinh nghiệm bị mất và thuộc tính chuyển đỏ do kinh nghiệm rơi đến một mức độ nào đó. Trong vinh quang, trang bị chữ đỏ thể hiện độ bền sắp hết, cần phải sửa gấp mà thuộc tính chữ đỏ cũng tương tự, cần bù kinh nghiệm lại gấp để khôi phục cấp bậc. Nhân vật bị thuộc tính chữ đỏ, tuy mang cấp bậc này, lại không có thuộc tính của đẳng cấp ấy. Tranh lệch cụ thể bao nhiêu còn phải xem kinh nghiệm ít đi bao nhiêu. Theo lý thuyết, nhân vật cấp 30 có khi cũng có thể mang thuộc tính cấp không. Mà cấp bậc của kỹ năng cũng chuyển sang chữ đỏ, phải bù lại kinh nghiệm mới trị dứt được. Đám công hội vốn ôm mục đích như thế với đội quân Mạc Tiếu, giờ họ không cần lãng phí cùng tên lưu mục kia đấy chỉ là một nhân vật cấp 27, một đứa chả có sức uy hiếp gì. Không biết do lý trí vô cùng hay trốn tránh hiện thực, cả đám cùng tán thành quan điểm trên, ai nấy lặng lẽ rút ra tránh người như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lưu Mộc không đuổi theo nữa, chậm rãi rút sau một thân cây, ngồi xuống tại chỗ. Đại thần có trâu bò đến đâu, hết mana cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Chỉ với một thanh kiếm quang chữ xanh cấp 25, lực công kích của Lưu Mộc rất tầm thường. Lại thêm đối thủ còn hơn kém 6 cấp, cấp bậc áp chế nâng cao sức kháng thương tổn. Hoàng Thiếu Thiên đánh chết một nhân vật, dùng cũng chừng 90% mana của Lưu Mộc. Trong túi của Lưu Mộc giống tuếch, lúc này nếu đối phương nhào lên quất hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng đối phương đi cả rồi, Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy câu nói đùn đẩy kia cũng không thấy khó hiểu hay hó hé ý kiến gì. Bởi vậy có thể thấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối có thể phun nuốt tự nhiên, trong tình trạng hết mana yếu như sen này, cứ thế kẹt luôn trong cổ họng. Không có đồ ăn, không có bình thuốc, ngồi cũng không khôi phục bao nhiêu. Muốn dựa vào cách này hồi phục đầy mana, tốc độ giống như trong trạng thái lâm nguy. Từ không đến 100%, chắc chắn mất 10 phút nếu không dùng bất kỳ thứ gì. Tên kia chạy đâu rồi? Hoàng thiếu thiên ngẫm nghĩ, lưu mộc ló nửa người ra giòm, chợt thấy một cái chân duỗi ra trước mặt. Hoàng thiếu thiên vô cùng nhạy bén, lập tức thao tác lưu mộc lăn về sau, pháp lực có ít thì vẫn công kích được, nhanh chóng dùng rút đao chảm chém đến nửa thân hình kia bóng người trốn về sau cây, rút đao chảm bổ vào thân cây, gọt mất hai lớp vỏ cây. Hoàng thiếu thiên nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ sau cây, xem ra tụi mình nên tổ đội thôi. Giọng của Diệp Tu, Hoàng thiếu thiên khẽ thở phào, cắt đuôi hết chưa, Hoàng thiếu thiên hỏi, nào có, lập tức đến ngay đây, tôi cạn sạch mana rồi. Hoàng thiếu thiên nói, bàn tay của quân mạc tiếu hết móc vào túi lại vung lên, ném ra chút đồ ăn bình thuốc hồi máu và mana trên đất. Nhục vậy, mang lắm đồ thế. Hoàng Thiếu Thiên vừa nhặt vừa cười nhạo, "Chú à, anh đây đang chơi game đó." Diệp Tu đương nhiên cũng hiểu rõ ý của Hoàng Thiếu Thiên, phụ trọng của nhân vật thường phải càng thấp càng tốt. Chỉ mong no đủ mà mang thuốc đầy túi, đó sẽ khiến sức chiến đấu của mình trở nên yếu hơn. Càng là cao thủ, ảnh hưởng lại càng lớn. Sau khi lưu mộc nhặt tất cả vào túi, Hoàng Thiếu Thiên lập tức ngồi xuống ăn uống để khôi phục mana. "Đến rồi, anh rông trước đây." Diệp Tu nói, "Yểm hộ tôi chút." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Hộ gì chứ?" có đứa thèm quan tâm chú hả? Diệp Tu dứt lời quân Mạc Tiếu đã chạy xa, trong rừng truyền đến tiếng ở đó, ở đó khắp nơi, liên tiếp có nhân vật xuyên qua những tán cây đuổi theo hướng quân Mạc Tiếu đào tẩu. Trong đó có vài tên gần như lướt qua người Lưu Mộc đang ngồi dưới đất, không nhìn thấy người mình cần, lại tiếp tục phớt lờ rồi đuổi theo quân Mạc Tiếu. Anh giúp tôi giết rất cây kiếm coi, cái kiếm quèn chữ xanh này gớm chết được. Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn gửi tin lại nhảy với Diệp Tu. Có kiến thức không đấy? Mấy tên kia hơn 30 cả rồi, có rất trang bị chú cũng dùng được đâu. Diệp đu đáp, game online phiền thật, hoàng thiếu thiên quê mặt che giấu sự nhầm nhọt cơ bản này. Hắn vẫn luôn dùng tài khoản đứng đầu giả vỗ thanh phiền, nhiều năm không đụng vào game, khái niệm trang bị cần cấp bậc thế nhưng quên không ít, thoáng chốc cũng không nghĩ ngay đến. Quần chúng điên cuồng đuổi theo, dùng đủ cách chạy nhanh, đủ loại biến hướng, thao tác đến gần rút gân. Hai thằng đại thần kia lại sống chết mặc bay ỉ vào tốc độ tay vượt trội mà gửi tin tám nhảm như thường lưu mộc ngồi ăn uống xong mana cũng gần đầy đủ giữa chừng có mấy người chạy đến nhưng vẫn phớt lờ hắn hoàng thiếu thiên cũng vui vẻ mà không chào hỏi pháp lực sắp khôi phục hoàn toàn đột nhiên một kiếm khách chạy qua trước mặt chuyển góc nhìn lung tung lại tìm không thấy quân mạc tiếu ở đâu người nọ đứng ngơ ngác hồi lâu có vẻ đang gửi tin lập tức tìm được phương hướng rút kiếm xông lên trong tay kiếm khách kia rõ ràng là một thanh đại kiếm Đại kiếm và trọng kiếm có công kích vật lý rất cao, tuy tốc độ công kích có hơi chậm, nhưng không ít kiếm khách thích sử dụng chúng. Hoàng Thiếu Thiên là cao thủ kiếm khách đứng đầu, đương nhiên có nghiên cứu nhiều loại vũ khí, vừa thấy thanh đại kiếm nọ, lập tức nhảy dựng lên kiếm khách kia đợi chút đã. Kiếm khách không để ý tới, chạy như điên, nói chú chờ chút chú không nghe hả, có giáo dục hay không dù chú không mở giọng nói tôi cũng không tha thứ chú đâu, chơi vinh quang lại không mở giọng nói à. Thế mà được à thế mà được à thế mà được à. Hoàng Thiếu Thiên vừa ồn ào vừa sách kiếm đuổi theo, kiếm khách kia dường như quyết tâm không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục bỏ chạy mà không quay đầu lại. Đại kiếm trong tay chú là thanh kiếm cường tập phải không? Vũ khí cam cấp 25, quá ngon lành có điều thế thì phụ trọng của chú cao hơn tôi đấy, mà tôi bảo chú hay, trên người tôi không có gì khác ngoại trừ vài bình thuốc. Nghe cho kỹ, không có gì khác cả, có biết nó có nghĩa gì không? Nghĩa là chú có trần chuồng bỏ hết trang bị cũng bị tôi đuổi kịp, chú đừng chạy trốn vô ích nữa chú xem đi, mới nói mấy câu đã gần thế rồi, chú còn chạy làm gì nữa, đứng lại tâm sự cái người anh em. Có muốn đổi vũ khí khác dùng thử không? Kiếm quang cấp 30, màu lam, tốc độ công kích 10, dùng là yêu ngay, đảm bảo còn thuận tay đáng quý hơn cây đại kiếm của chú. Đù má, mày mới 27, đào đâu ra kiếm quang 30 hả? Kiếm khách nhịn không được tiếp lời. Thôi được rồi, sức quan sát của chú mạnh mẽ đến mức khiến tôi xúc động quá chừng. Chú còn biết tôi 27 à? vậy chú còn chạy làm gì, qua đây so thắng bại với tôi nào. Hoàng thiếu thiên hô hào, anh mày không rảnh, kiếm khách tay mang đại kiếm không hề ngừng bước, không phải do chú quyết định, tam đoạn chảm. Hoàng thiếu thiên vừa dứt lời đã ra chiêu ngay, ba đường kiếm của tam đoạn chảm hiện ra, đây còn là kỹ xảo dịch chuyển. Nhưng kiếm khách đại kiếm kia cũng không yếu, vội dùng tam đoạn chảm phóng về trước. Há 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 trong tiếng cười lớn của Hoàng Thiếu Thiên, đường kiếm thứ ba của tam đoạn chảm đã chém đến sau lưng kiếm khách đại kiếm kia. Chú chả để ý gì cả, với phụ trọng và tốc độ công kích của chú, chú nghĩ dùng chiêu y trang là có thể tránh được ư. Kiếm quang chữ Lam vô dụng đó, tốc độ công kích 10 đó, giờ chú biết lợi hại chưa? Hoàng Thiếu Thiên vừa bắn ráp vừa thao tác không ngừng, kiếm khách đại kiếm có thể có vũ khí cam, chứng tỏ cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng yếu của công hội, thực lực mạnh hơn so với kiếm khách đã bị Hoàng Thiếu Thiên xử trước đấy. Thế nhưng, chỉ là người chơi thường, kiến có mạnh đến đâu cũng không đọ nỗi voi trình độ của kiếm khách đại kiếm cao nhưng quả thực không cùng một đẳng cấp như hoàng thiếu thiên mới bắt đầu đã bị hoàng thiếu thiên tấn công ngay lưng góc nhìn xoay không kịp lại bị vô số đoạn công kích gây lơ lửng và đánh trúng lưng nhìn quanh chẳng thấy đồng bọn đi ngang kiếm khách đại kiếm thầm nghĩ xong đời rồi tức hơn là người sắp chết đến nơi muốn chửi vài câu cũng chen không lọt cái thằng này cứ vừa chặt vừa luyên thuyên không ngừng phiền muốn chết phần lớn người trong cuộc chắc hẳn sẽ không nghĩ kiếm khách liên mồm này chính là hoàng thiếu thiên Người thường chỉ biết Hoàng Thiếu Thiên thông qua trận đấu trực tiếp hoặc video quay lại, đấy là thần tượng của họ, đặc biệt là những người chơi kiếm khách. Dưới góc độ người đứng xem, họ sẽ cảm thấy đúng lời rác rưởi tràn lan đại hải của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt vời làm sao, nhất là khi spam cho đối thủ nóng nảy đến đỏ mặt tía tai, fan nào fan nấy ha ha dữ lắm. Mà bấy giờ, đích thân nếm thử thế công như vậy, trong lòng ngoại trừ phiền muộn chỉ có phiền muộn. Cảm giác tự mình trải nghiệm này, thật sự không giống với Hoàng Thiếu Thiên mà gã quen thuộc chịu đả kích nặng nề từ hai phía kiếm khách đại kiếm nhanh chóng đỡ không nổi từng đường kiếm sáng quấn quanh thân gã sinh mệnh không ngừng giảm dần dựa vào mức độ giảm của thanh máu có thể biết được tính công kích liên tục của đối thủ mạnh đến nhường nào chẳng qua kiếm khách nọ quả thực không có tâm trạng để ý chuyện này gã thậm chí nghĩ sao mình vẫn chưa được giải thoát gã đã được toại nguyện thanh máu của gã cạn sạch công kích của đối phương lập tức ngừng lại kiếm khách đại kiếm thở phào màn hành sát nhau rốt cuộc kết thúc rồi hình ảnh lập tức biến thành màu xám trắng, kéo ra xa, nhân vật không còn đứng ở góc nhìn ngôi thứ nhất nữa. Người đã chết, nào có góc nhìn, lúc này tựa như linh hồn rời khỏi thể xác sau khi chết, ngơ ngác nhìn cơ thể của mình rơi xuống giữa không trung. Đù má kiếm khách nọ nhìn màn hình xám trắng rồi đột nhiên gào to. Đáng tiếc nhân vật của gã đã hy sinh, giọng nói không thể truyền ra nữa. Gã thấy rõ ràng, trong chớp mắt nhân vật của mình ngã xuống, đại kiếm trong tay cũng rớt ra ngoài. ô hên quá bây giết đại một em cũng rất được vũ khí cam. Người lâu lắm mới chơi game có khác ăn ở khó lắm mới được thế này. Hoàng Thiếu Thiên nói hoài nói mãi, mượn chút nhá, dùng xong trả chú. Lúc Hoàng Thiếu Thiên để lưu mộc sang đấy nhặt thanh kiếm cường tập cam cấp 25, trên đỉnh đầu nhảy ra một bóng thoại. Hắn biết người ta không nghe thấy, nhưng có thể nhìn thấy chữ. Xác còn đó mà, chưa sống lại về thành đâu. linh 203, cuối cùng cũng có chiến thuật rồi. Mỗi khi người chơi tử vong đều có tỷ lệ bị rớt đồ nhất định, tuy không có số liệu cụ thể, nhưng ở khu phổ thông cũng chẳng cao là bao. Chỉ chắc chắn một điều, tỷ lệ rớt đồ của người chơi không phân biệt chất lượng đồ rõ ràng như boss. Mỗi khi tử vong, vật phẩm nào trên người cũng có khả năng rất như nhau. Dù thế, chuyện Hoàng Thiếu Thiên muốn rớt vũ khí là rất ngay, quả thực ăn ở tốt đến khó tin, không khác gì oánh boss rớt vũ khí cam. Kiếm khách đại kiếm cũng thấy bong bóng thoại cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên gõ ra, nhưng nói miệng ai tin chứ gã nghĩ tên này đang châm biếm mình mà thôi. Vừa tức hộp máu sống lại, gã đã nhận ngay được tin giữ từ đám bè bạn trong công hội. Còn ý định kiếm lại thanh kiếm khác, còn trông chờ gì ở tỷ lệ rơi đồ của khu thường chứ? Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm kiếm khách đại kiếm sót đứt ruột, đúng là xui tận mạng mới rất nguyên cây kiếm cam cường tập cấp 25 như thế. Đám người đuổi giết quân mạc tiếu vốn chả quan tâm lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng tay này chảnh chó quá, người ta trả động chạm thì thôi còn bị hắn nhảy sổ vào đánh như đúng rồi, đã giết hai mạng, còn rơi được cả cây vũ khí cam. Đương nhiên, vài kẻ hay tin cũng ý hửng trong dạ, chẳng qua, không lờ lưu mục được nữa, mọi người rốt cuộc đồng lòng nhất trí. Rất rồi rất rồi rất rồi nè, Hoàng Thiếu Thiên gào tướng lên với Diệp Tu, rất được gì, Diệp Tu hỏi, kiếm cam cường tập cấp 25, xem người ta ăn ở tốt chưa. Hoàng Thiếu Thiên díu dít, ngon, cố gắng phát huy, Diệp Tu nói, Đọc tọa độ, Hoàng Thiếu Thiên hỏi, 1645, 1866. Diệp Tu báo lại, tọa độ trong vinh quang thực chất cũng tùy vào khu vực, một tọa độ dù sao cũng cách nhau rất nhiều khoảng. Được bao nhiêu em rồi? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, hai, hoa, quyết thắng thua đi. Hoàng Thiếu Thiên gửi tin, chú thua, Diệp Tu trả lời, tại sao? Hoàng Thiếu Thiên không phục, chú không đủ thuốc, Diệp Tu tỉnh bơ đáp lại. Hoàng Thiếu Thiên cứng họng, có thể khiến Hoàng Thiếu Thiên không bật được vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, mà cũng chỉ có sự thật trình hình thế này mới khiến hắn ta chịu thua. Quả thật, với số lượng đồ ăn và thuốc ít ỏi Diệp Tu tiếp tế, muốn cọ cưa trận này là không thể. Cứ giết đến lúc hết thuốc tính sau, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên quyết cái dục vừa gửi tin trả lời vừa chạy tới tọa độ Diệp Tu báo. Hai đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp, hai gã đứng trên đỉnh vinh quang, giờ phút này lại tổ chức săn giết người chơi thường, cậy lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh hiếp yếu những từ này cũng chưa đủ để hình dung thảm cảnh lúc này giữa chuyên nghiệp và bình thường có một sự tranh lệch rất lớn nhất là trong pi cây so với phó bản đôi bên còn cách nhau đến một trời một vực từ kỹ thuật thao tác kinh nghiệm thực chiến tố chất tâm lý đến lợi dụng địa hình rừng không chi diệp tu định lấy khu rừng này làm nơi mọi người gặp mặt nhau kéo cả đám đuôi kia đến cũng nằm trong kế hoạch của hắn duy có hoàng thiếu thiên là bất ngờ nhất đương nhiên diệp tu chưa thần thánh đến mức tính được hoàng thiếu thiên sẽ tới góp vui vì dù sao diệp tu cũng tin chỉ mình mình có thể lợi dụng địa hình rừng không chi để quất cả đám này hoàng thiếu thiên xuất hiện chỉ giúp hắn tiết kiệm thêm thời gian mà thôi một người hai người ba người